Nào, chúng sẽ bắt đầu luôn nhé. Các bạn ơi, nào các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng thì các bạn comment giúp thầy chữ OK nào. Các bạn comment giúp thầy cái chữ OK nào. Nào, sau đó các bạn nhớ share và like cái livestream này về giúp thầy nhé, để cho các bạn khác cùng vào xem vì đây là buổi cuối cùng rồi. Bạn nhớ like và share giúp thầy nhé. Được chưa? Nào, sẵn sàng chưa các bạn ơi? Các bạn ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa? Thì chúng ta sẽ bắt đầu cái buổi livestream cuối cùng ngày hôm nay để tạm biệt cộng hai cái từ. Đó thì hy vọng các bạn không sai câu ngớ ngẩn và đạt được kết quả cao nhất. Và một lần nữa nhé các bạn này, các bạn chú ý làm thật chắc tay từ câu 1 đến câu 30. Vì điểm số của chúng ta làm sao? Nó sẽ quyết định rất là nhiều ở 30 câu đầu tiên. Trong 30 câu đầu tiên mà làm đúng hết thì điểm số chúng ta chắc chắn nó sẽ cao luôn. Các bạn hãy chú ý kỹ này vào, được chưa? 30 câu đầu tiên này gần như nó chỉ là cái kiến thức cơ bản nhất thôi. Nên các bạn làm chắc tay không được sai ngu bất kỳ một câu nào, hiểu chưa? Nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái buổi livestream cuối cùng này. Bắt đầu nha các bạn ơi. Cố gắng lên, buổi cuối cùng rồi. Cố gắng lên nhá, mà cố gắng tương tác với thầy bằng cách comment đáp án lên. Đó, riêng hai chương này là rất là nhiều câu, các bạn chú ý nhá. Nào, chúng ta bắt đầu này. Chúng ta sẽ vào câu 1. Câu 1 là đề của Sở Hà Nội năm 2021. Nào, các em ơi, các em chọn đáp án câu 1 là gì? Các bạn thì comment lên giúp thầy nào. Hiện tượng quang điện ngoài là hiện tượng các electron bị bật ra khỏi tấm kim loại là do đáp án A, tác dụng của từ trường mạnh không chính xác. Đáp án B, tác dụng của ánh sáng có cường độ lớn cũng không chính xác. Đáp án C, khối kim loại có nhiệt độ cao không chính xác. Vậy câu hỏi đáp án đúng là đáp án D, tác dụng của ánh sáng có bước sóng tích hợp. Các bạn chú ý vào. Câu tiếp theo của chúng ta là câu 2, đề của Chuyên Vinh năm 2021. Nào, câu 2 này đáp án là gì các bạn ơi? Theo thuyết lượng tử ánh sáng. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng? Đáp án A, năng lượng của photon giảm dần khi photon ra xa nguồn sáng. Câu này không chính xác. Vì sao? Vì các bạn chú ý là cái năng lượng của photon nó sẽ không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn. Các bạn nhớ nhé, cái chữ giảm dần này là sai này. Nó không đổi cơ, nó không phụ thuộc, nhớ này, nó không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn. Thì chờ, vậy câu A này đáp án của chúng ta là sai. Câu B, năng lượng của các photon đều bằng nhau là sai, đều bằng nhau là sai. Các bạn chú ý này, vì ở đây các photon của chúng ta có thể có các cái tần số khác nhau, bạn nhớ này, có tần số khác nhau nên chắc chắn là nó sẽ có mang cái năng lượng nó là khác nhau. Chỉ có các photon có cùng tần số thì năng lượng mới bằng nhau thôi. Vậy câu 2 vẫn là sai. Đáp án C, ánh sáng đơn sắc có tần số càng lớn thì photon ứng với bước sóng đó có năng lượng càng lớn là chính xác. Nhớ này, tần số lớn thì năng lượng lớn là quá chính xác luôn. Vậy câu 2 đáp án của chúng ta là đáp án C. Còn câu D vì nó sai nhỉ? Photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên là sai nhé, chú ý này. Nó sai ở cái chỗ đứng yên này. Photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động thôi, các bạn chú ý vào. Được chưa? Không có photon đứng yên đâu. Vậy cái câu 2 này đáp án của chúng ta là đáp án C. Nào, câu theo là câu 3 của chuyên sư phạm 2021. Nào, câu 3 đáp án gì nhỉ các bạn ơi? Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là sai? Đáp án A, mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số là f, các photon của chúng ta đều có năng lượng giống nhau, cái này là chính xác nhé. Câu 3 đáp án A là đúng này. Câu B, photon tồn tại trong cả trạng thái đứng yên và chuyển động là rõ ràng sai rồi. Được chưa? Photon chúng ta nó chỉ tồn tại trong trạng thái đứng yên thôi, các bạn chú ý vào. Được chưa? Đáp án C đúng nhé. Trong cái không thì photon bay với tốc độ là 3 nhân 10 mũ 8 là quá chính xác luôn. Các bạn chú ý vào. Dọc theo các tia sáng. Đó, photon của các năng lượng có ánh sáng, photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau thì có năng lượng khác nhau là quá chính xác luôn. Vì ánh sáng đơn sắc khác nhau chắc chắn là tần số của nó sẽ khác nhau, các bạn chú ý nhé. Vậy câu 3 là B. Câu tiếp theo là câu 4, đề của Sở Hà Tĩnh năm 2021. Nào, câu 21 này thì nó không quá khó đúng không các bạn? Giới hạn quang điện của kim loại thì rõ ràng nó là lambda không, và lambda không chính là HC chia A. Vậy câu 4 đáp án của chúng ta là đáp án A. Đó, các chú ý nhé. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 5. Câu 5 các bạn chọn là gì nào? Câu 5 này cũng là một câu cũng có điểm nhấn này. Nào, câu 5. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại, giới hạn quang điện đối với mỗi kim loại để chưa nhất định nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Nào, các bạn ơi, theo các bạn câu 5 này đáp án gì? Đáp án A, điện thế cực đại nó đạt được. Đáp án B, tốc độ của electron quang điện. Hay đáp án C là bước sóng của ánh sáng chuyển đến. Hay đáp án D là bản chất của kim loại đó. Thì các bạn chú ý một điều là cái thằng lambda không của chúng ta thì bằng HC chia A. Đúng chưa? Vậy ra các bạn thấy rất rõ là HC thì nó hằng số không đổi. Vậy lambda không này nó sẽ phụ thuộc vào A này. A này người ta gọi là cái công thoát electron, mà thằng công thoát electron nó sẽ phụ thuộc vào cái bản chất của kim loại là bản chất của kim loại đó. Đấy, các bạn chú ý nhá. Vậy câu 5 này đáp án của chúng ta là D. Được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 6 này. Câu 6.
Theo thuyết lượng tử ánh sáng thì đáp án A, năng lượng của photon bức xạ vàng lớn hơn năng lượng photon của bức xạ hồng ngoại, đúng không nhỉ? Đúng không? Câu 6 đáp án A là quá chính xác. Vì sao? Các bạn chú ý là rõ ràng là bước sóng của ánh sáng màu vàng nhỏ hơn bước sóng của thằng hồng ngoại. Nên chắc chắn là năng lượng của thằng vàng nó phải lớn hơn năng lượng của hồng ngoại. Được chưa? Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng nó càng lớn. Các bạn chú ý vào nhá. Tiếp theo là câu 7. Nào, câu 7 các bạn chọn gì đây? Chiếu bức xạ của bức sóng lambda này vào một tấm kim loại có công thoát là A thì hiện tượng quang điện xảy ra khi nào? Nào, vậy câu này liên quan tới cái điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện. Nào, các bạn còn nhớ không? Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là gì, các bạn còn nhớ không nào? Điều kiện để xảy ra hiện tượng quang điện là bước sóng của photon chuyển đến phải nhỏ hơn hoặc bằng giới hạn quang điện. Đó, vậy đây các bạn suy ra lambda chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng HC chia cho A. Đúng chưa? HC chia A. Vậy cái câu 7 này đáp án của chúng ta nó là đáp án B. Được chưa? Đó. Nào, câu tiếp là câu 8 này. Các bạn ơi, câu 8 là gì nào? Câu 8 nhé. Đến minh họa năm 2020. Chúng ta có ánh sáng đơn sắc với tần số là f thì đề bài bảo là photon đó mang lượng là bao nhiêu, thì các bạn chú ý là epsilon của chúng ta bằng hf. Được chưa? Hoặc bằng HC chia lambda, nó có hai công thức tính epsilon. Vậy câu này đáp án của chúng ta nó là đáp án A. Câu 8 là A. Nào, câu theo là câu 9. Câu 9 đáp án là gì nhỉ? Theo thuyết lượng tử ánh sáng, được chưa các bạn? Ánh sáng được tạo bởi các hạt. Được chưa? Nào, sau đây đáp án A proton, đáp án B là neutron, đáp án C là photon hay đáp án D là electron. Thì các bạn chú ý là cái câu 9 này thì bạn nhớ là ánh sáng của chúng ta được tạo bởi các hạt là photon là đáp án C. Nhưng các bạn lưu ý này, rất nhiều bạn đi thi vội vàng khoanh đáp án này vì thấy chữ photon với chữ proton đều giống chữ PP này, rất là hay nhầm nhé. Chú ý vào này, rất nhiều bạn bị sai chỗ này này, nên các em lưu ý và né nó ra, được chưa? Nào, câu theo là câu 10. Câu 10 đề của Sở Tài nguyên năm 2020, các bạn ơi chọn gì nào? Gọi năng lượng của photon ánh sáng vàng, ánh sáng màu tràm và ánh sáng màu đỏ lần lượt là epsilon 1, epsilon 2 và epsilon 3, và đề bài bảo chúng ta là sắp xếp theo thứ tự giảm dần, đúng không? Thì các bạn chú ý là, các bạn lưu ý là đỏ, bạn nhớ này, chúng ta có ba ánh sáng là vàng này, tràm này và đỏ, thì các bạn chú ý là lambda đỏ nó là lớn nhất, sau đấy thằng gì đây, vàng, và cuối cùng nó là thằng tràm có bước sóng nhỏ nhất. Vậy rõ ràng là năng lượng thì chiều ngược lại, là đỏ là mang năng lượng nhỏ nhất, tức là epsilon 3 nhỏ hơn epsilon 2 và nhỏ hơn epsilon 1. À không phải, cái đằng này là vàng, thằng chú ý là thằng vàng của chúng ta, à, câu này có một cái nhấn này, thằng vàng của chúng ta được ký hiệu là, thằng vàng của chúng ta thì lại được ký hiệu là 1, còn thằng tràm lại được ký hiệu là gì đấy, là 2 cơ. Vậy epsilon 3 nhỏ hơn epsilon 1 và nhỏ hơn epsilon 2 cơ. Đó, các bạn chú ý vào nhá. Vậy cái câu này của chúng ta thì đáp án là gì đây? Câu này đáp án của chúng ta nó phải là đáp án C nhá. Đấy, các bạn rất hay bị nhầm, các bạn chú ý vào nhá. Là C. Đó, các bạn chú ý vào nhá. Được chưa nhỉ? Có epsilon 1, epsilon 2 của chúng ta nó sẽ là nhỏ nhất. Nó sẽ là lớn nhất, nhưng sau đó là epsilon 1 và cuối cùng là epsilon 3. Được chưa nhỉ? Thì câu 10 đáp án của chúng ta là C, có ok không? Bạn có lắp tăng điểm gì không? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 11. Nào, câu 11 đề của Sở Cần Thơ năm 2020, một câu khá là hay này. Nào, câu 11 các bạn chọn là gì đây? Trong không khí, photon A có bước sóng gấp n lần bước sóng của photon B thì tỷ số năng lượng của photon A và năng lượng của photon B là bao nhiêu? Nào, câu này các bạn xử lý nó như nào? Thì các bạn lưu ý là epsilon của chúng ta thì bằng HC chia lambda. Được chưa? Vậy bây giờ bạn lấy năng lượng của photon A là epsilon A, các bạn chia cho epsilon B thì phải đẩy thằng lambda B lên tử chia cho lambda A. Được chưa? Mà bây giờ bước sóng A, thằng A có bước sóng gấp n lần bước sóng photon B, vậy lambda B chia lambda A nó vậy bằng 1 trên n. Được chưa? Vậy câu 11 này đáp án của chúng ta là đáp án C. Đó, các chú ý vào. Nào, tiếp theo là câu 12 này. Nào, 12 đáp án gì các em nhỉ? Đề chuyên Vinh năm 2020 này. Khi nói về photon, phát biểu nào dưới đây là đúng? Đáp án A, photon có thể tồn tại trong trạng thái đứng yên là sai. Đáp án B, với mỗi ánh sáng đơn sắc có tần số f, các photon đều mang năng lượng là như nhau, là quá chính xác luôn. Câu B là đúng nhá. Vì ở đây là có các ánh sáng đơn sắc có cùng tần số, chắc chắn là năng lượng nó sẽ như nhau. Các bạn chú ý vào 13 đáp án là B. Nào, câu tiếp là câu 12 là B này, câu 13 nào? 13 là gì các em nhỉ?
Trạng thái dừng là đáp án A, trạng thái electron không chuyển động quanh hạt nhân là không chính xác. Đáp án B, trạng thái hạt nhân không chuyển động là không chính xác. Đáp án C, trạng thái đứng yên của nguyên tử cũng không chính xác. Vậy câu này bạn nhớ là trạng thái dừng ở đây là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử. Được chưa? Đó. Và ở cái trạng thái dừng này thì nguyên tử chúng ta nó không hấp thụ mạch bức xạ năng lượng, chú ý nhá. Vậy câu 13 này đáp án của chúng ta là D. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu 14 này. Câu 14. Nào, 14 này cũng là một câu khá là hay này. Xem các bạn xử lý câu 14 này nào nhé. Giới hạn quang điện của mỗi kim loại là, nó chính thằng lan là không ấy. Được chưa? Đáp án A, công lớn nhất thì không chính xác rồi, nó là bước sóng mà liên quan gì công đâu. Đoạn B, công nhỏ nhất cũng sai. Vậy nó còn hai đáp án. Thứ nhất là bước sóng ngắn nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra hiện tượng quang điện, hay là bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó mà gây ra hiện tượng quang điện. Và các bạn chú ý là ở đây có lưu ý là cái điều kiện xảy ra quang điện là lambda chúng ta phải nhỏ hơn hoặc bằng lambda không. Vậy đến đây các bạn thấy là cái bước sóng lớn nhất của chúng ta lambda mắc ở đây nó chỉ bằng lambda không. Vậy câu này chúng ta phải chọn đáp án là đáp án D, bước sóng dài nhất của bức xạ chiếu vào kim loại đó và còn gây ra hiện tượng quang điện, được chưa? Vậy câu 14 là D. Nào, tiếp theo là câu 15. Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng này, là đúng. Đáp án A, năng lượng photon càng nhỏ thì cường độ chùm sáng càng lớn. Cái này nó không chính nhá, không chính xác nhá, được chưa? Đáp án B, photon có thể chuyển động hay đứng yên là sai. Đáp án C, năng lượng của photon càng lớn khi tần số của photon nó càng nhỏ là sai này. Năng lượng càng lớn thì tần số nó phải càng lớn cơ, sai chứ càng nhỏ. Vậy đáp án đúng ở đây nó là đáp án D. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon. Đấy, cậu chú ý vào. Vậy cái câu 15 này đáp án là D. Được chưa? Nào, cái câu 16 này là một câu khá là hay. Nó liên quan tới cái thí nghiệm trong sách giáo khoa cơ bản của chúng ta. Đấy, cậu chú ý vào nhá. Nào, câu 16 này thì đáp án là gì nhỉ các bạn ơi? Nào, trong thí nghiệm Hexer, nếu chiếu ánh sáng hồng ngoại vào lá kẽm tích điện âm, thì đáp án A, điện tích âm của lá kẽm bị mất dần đi. Đáp án B, tấm kẽm sẽ trung hòa với điện. Đáp án hay đáp án C là tấm điện tích của tấm kẽm không thay đổi, hay đáp án D là tấm kẽm có tích điện dương, các bạn nhỉ? Nào các bạn ơi, các bạn có nhớ cái này đáp án là gì không? Nào, câu 16 này các bạn xử lý nào đây? Thứ nhất ở đây các bạn nhớ là cái bước sóng của tia hồng ngoại là bao nhiêu nhỉ? Cái bước sóng của tia hồng ngoại của chúng ta nó sẽ phải lớn hơn 0,76 micromet. Còn cái giới hạn quang điện của kẽm bao nhiêu bạn có nhớ không? Nào các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái bước sóng của kẽm đây không? Và bước sóng của kẽm đây nó chính là cái giới hạn quang điện đấy. Thì cho bây giờ đây, kẽm ở đây là tập kim loại. Nào các bạn ơi, các bạn còn nhớ thằng kẽm này nó có khoảng khoảng bao nhiêu không? Nào hay bạn quên rồi nào? Các bạn ơi, các bạn còn nhớ hãy quên rồi nào? Nào, các bạn nào còn nhớ cái thằng kẽm này sẽ có cái giới hạn quang điện nó nằm khoảng nào không? Bạn chú ý này, cái thằng kim loại kẽm của chúng ta thì cái giới hạn quang điện của nó sẽ nằm ở trong cái vùng tử ngoại. Mà nếu mà bạn nhớ chính xác nhất thì nó sẽ là khoảng 0,35, bạn nhớ nhá. Nó xấp xỉ thuộc vùng hồng ngoại, à vùng tử ngoại, nhớ nhé. Nó kiểu sẽ vụ ở thuộc cái vùng tử ngoại ấy, chỉ là 0,35 micromet. Đó, các bạn chú ý vào nhá. Và chắc chắn là trong trường hợp này cái bước sóng chiếu đến của chúng ta là hồng ngoại là 0,76. Cái giới hạn quang điện ta là 0,35, ở đây chắc chắn sẽ không xảy ra hiện tượng quang điện, các bạn chú ý vào nhá. Vậy đây chúng ta nhớ là nó không xảy ra quang điện. Không xảy ra quang điện, hiện tượng quang điện. Và rõ ràng là khi không xảy ra hiện tượng quang điện thì rõ ràng là điện tích của tấm kẽm nó sẽ không bị mất đi. Vậy câu này đáp án đúng là đáp án C, điện tích của tấm kẽm không mất đi. Và các bạn chú ý là một số cái kim loại của chúng ta, ví dụ như là bạc, đồng, kẽm, nhôm thì gần như cái giới hạn quang điện của nó đều thuộc vùng tử ngoại hết, tức là nó nhỏ hơn 0,36 micromet. Các bạn chú ý nhá, được chưa? Như là bạc này, thằng bạc của chúng ta nó 0,26, thằng đồng thì là 0,3, thằng kẽm là 0,35, còn thằng nhôm khoảng tầm 0,36, các bạn chú ý nhá, được chưa? Nào, tiếp theo của chúng ta là câu 17. Câu 17 của chúng ta thì các bạn chọn đáp án gì đây? Câu 17 nào? Nào bạn làm câu 17, đáp án câu 17 là gì nhỉ? Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử trực tiếp nói về đáp án A, sự hình thành quang phổ, sự hình thành các quang phổ của nguyên tử. Đáp án B, sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử. Đáp án C, cấu tạo của các nguyên tử phân tử. Hay đáp án D là sự phát xạ hấp thụ ánh sáng của nguyên tử phân tử các bạn ơi. À, vậy câu 17 là gì nhỉ?
Cái bạn chứng này, cái thuyết này là thuyết lượng tử nhá. Thuyết lượng tử thì nói về điều gì nhỉ? Là các bạn còn nhớ không? Thuyết lượng tử của chúng ta thì nó sẽ trực tiếp nói về điều gì đây các bạn nhỉ? Nào, câu 17 này các bạn chọn đáp án gì đây? Nào, các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái thuyết lượng tử nói về điều gì? Các bạn nhớ là cái thuyết lượng tử này là của nhà vật lý Phương Lăng đúng không? Thì rõ ràng chúng ta nhớ lại một tí xíu về cái khái niệm về thuyết lượng tử nhé, là gì cả, là lượng năng lượng mà mỗi lần nguyên tử hay phân tử hấp thụ và phát xạ sẽ có một cái giá trị hoàn toàn xác định. Tức là cái thằng thuyết lượng tử này nó sẽ nói về cái năng lượng epsilon bằng hc chia lambda hoặc bằng hm. Vậy nó sẽ nói trực tiếp về cái sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử phân tử, vì ánh sáng nó chính là photon. Hấp thụ ánh sáng hay phát ra ánh sáng chính là hấp thụ hay phát ra photon. Các bạn nhớ nhá. Vậy câu 17 này là bạn lận D. Các bạn phải chú ý điều này vào nhá. Sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử phân tử. Đó thì đó chính là cái thuyết thuyết lượng tử đấy, nó trực tiếp về cái điều đó. Các em phải lưu ý nhá. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 18. Câu 18 đáp án là gì nào? Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hiện tượng quang điện ngoài? Đáp án A, hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng là không chính xác. Đoạn B là hiện tượng electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào nó quá chính xác luôn. Các bạn nhớ là hiện tượng quang điện ngoài đó là hiện tượng electron bứt ra khỏi nhớ phải trả ra khỏi bề mặt tấm kim loại khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào. Các bạn nhớ đây là cái định nghĩa về về cái hiện tượng quang điện ngoài, được chưa? Vậy câu 18 là đáp án B. Câu tiếp là câu 19 nào các bạn ơi. Dùng thuyết lượng tử ánh sáng không giải thích được hiện tượng nào sau đây? Đáp án A, hiện tượng quang phát quang có thể giải thích được đúng không? Đáp án B, hiện tượng giao thoa ánh sáng là không giải thích được, vì bạn nhớ là cái thuyết lượng tử ánh sáng này giải thích cái tính chất hạt của ánh sáng, bạn nhớ nhá, tính chất hạt, nó chủ yếu về cái tính chất hạt của ánh sáng. Ánh sáng của chúng ta là lưỡng tính sóng hạt, nó có hai tính chất, được chưa? Cái lượng tử ánh sáng này của chúng ta nó chỉ giải thích về cái tính chất hạt thôi của ánh sáng. Thì rõ ràng là hiện tượng giao thoa ánh sáng nó là tính chất sóng, nên rõ ràng dùng thuyết lượng tử là không thể nào giải thích được, đúng chưa? Đó, cái đáp án C này cũng là giải thích được này, đáp án D cũng giải thích được này. Thì câu 19 đáp án chúng ta là B nhé, hiện tượng giao thoa ánh sáng, các bạn chú ý vào. Nào, câu tiếp theo của chúng ta thì đáp án nó là gì đây? Câu 20 đáp án gì đây? Chúng ta có epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 lần lượt là năng lượng photon của bức xạ màu vàng của tử ngoại và của hồng ngoại. Và để bà chọn đáp án nào sau đây là đúng. Nào các bạn ơi, thì bạn xử lý câu này như nào? Thì bạn nhớ là chúng ta sẽ sắp xếp theo cái thứ tự bước sóng tăng dần, thì đây là lambda của tử ngoại. Lambda của tia tử ngoại là nhỏ nhất. Sau đó đến bước sóng ánh sáng màu vàng, còn lớn nhất ở đây nó là hồng ngoại. Vậy năng lượng thì rõ ràng nó ngược lại, bước sóng càng nhỏ thì năng lượng của chúng ta nó càng lớn. Vậy năng lượng của tia tử ngoại là lớn nhất, mà tử ngoại của chúng ta là epsilon 2. Lớn hơn màu vàng của chúng ta nó là epsilon 1. Và cái mỡ hồng ngoại nhỏ nhất là epsilon 3. Vậy đây nó chính là kết quả chúng ta. Và các bạn chọn ngay được câu 20 này, đáp án là gì nhỉ? Là C, đúng không? Là C. Đó, có chú vào. Được chưa? Nào, câu tiếp theo chúng ta là câu 21. Câu 21 đáp án gì các bạn nhỉ? Chiếu ánh sáng màu vàng và một tấm vật liệu thì thấy có electron bật ra, tức là nó có xảy ra hiện tượng quang điện ngoài. Được chưa? Và tấm vật liệu đó chắc chắn là, tấm vật liệu đó chắc chắn là đáp án A kim loại, đáp án B kim loại kiềm, đáp án C chất cách điện, hay đáp án D là chất hữu cơ, hay là chất hữu cơ. Nào, cái câu 21 này thì các bạn chọn đáp án là gì nhỉ? Các bạn ơi, ánh sáng màu vàng, nó chiếu ánh sáng màu vàng thì có xảy ra hiện tượng quang điện. Đó, thì các bạn chú ý là cái điều kiện xảy ra này, cái điều kiện xảy ra. Được chưa? Tức là lambda của thằng màu vàng phải nhỏ hơn hoặc bằng cái giới hạn quang điện của kim loại. À, vậy bây giờ cái giới hạn đó nó thuộc vùng nào? Thuộc kim loại nào bạn ơi? Nào, các bạn ơi, câu 21 là đáp án gì nhỉ? Thì ở câu 21 này chúng ta sẽ có thể loại ngay được hai đáp án, đó chính đáp án C là chất kích điện và đáp án D là chất hữu cơ đi. Còn hai đáp án là đáp án A là kim loại và đáp án B là kim loại kiềm. Thì các bạn chú ý một tí xíu như sau này. Bạn nhớ này, cái kim loại kiềm chúng ta bạn chú ý một cái nốt này. Bạn nốt này, bạn nhớ là cái kim loại kiềm của chúng ta, kim loại kiềm
thì nó sẽ có cái giới hạn quang điện thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Các bạn nhớ nhá, nó sẽ có cái giới hạn quang điện thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy. Được chưa? Còn hầu như các cái kim loại còn lại, bạn nhớ này, các cái kim loại còn lại thì cái giới hạn quang điện của nó sẽ thuộc cái vùng tử ngoại. Thuộc vùng tử ngoại. Đấy, các bạn chú ý vào thuộc cái vùng tử ngoại. Mà ở đây chúng ta chiếu ánh sáng màu vàng vào thì có electron bật ra thì chắc chắn nó không thể nào là kim loại được. Vì các cái kim loại chúng ta thì nói chung chung này thì nó có thể những kim loại thuộc cái vùng tử ngoại như cái thằng kẽm mà vừa nói ở trên. Vậy ở câu 21 này đáp án chúng ta phải chọn đáp án là B, kim loại kiềm. Kim loại kiềm. Vì cái giới hạn quang điện ở kim loại kiềm chúng ta nó thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy nên khi chúng ta chiếu ánh sáng màu vàng vào nó vẫn có thể bật ra electron được. Các bạn chú ý nhá. Vậy câu 21 này đáp án của chúng ta nó là đáp án B. Được chưa? Đó, câu theo của chúng ta là câu 22. Câu 22. Đó, câu 2 các bạn chọn đáp án gì nhỉ? Để minh họa năm 2021 này. Chất nào sau đây là chất quang dẫn? Chất nào sau đây là chất quang dẫn? Nào các bạn ơi, các bạn có thể cùng thầy liệt kê một số loại chất gọi là chất quang dẫn không nhỉ? Nào các bạn thử nhập lại ở trong đầu một số chất nào được gọi là chất quang dẫn nhỉ? Các em còn nhớ không nào? Hay quên rồi nào các bạn ơi? Nào các bạn có thể liệt kê một số các chất được gọi là chất quang dẫn cùng thầy không? Thứ nhất là silic, các bạn nhớ này, thứ nhất là silic. Được chưa? Tiếp theo của chúng ta là gì đây? Silic này. Được chưa? Tiếp theo của chúng ta nó chính là thằng germani, kiểu là Ge. Được chưa? Tiếp theo là thằng cc, kiểu là Se. Tiếp theo nó chính là thằng ppf. Đó, ppf. Tiếp theo nó là thằng cd, đây kiểu này, cds. Đó, tiếp theo là thằng ppse này cũng được này. Đấy, chấm chấm. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Thì cái câu này của chúng ta trong câu này thì đáp án nó chính là đáp án C, ppse. Các bạn chú ý vào nhé. Vậy cái câu 22 này là đáp án C. Và các bạn cần chú ý một số chất cũng là chất chất quang dẫn. Được chưa? Các bạn chú ý nhá, là chất quang dẫn như đây silic này, germani này, cc này, ppse này, hai thằng này nữa. Các bạn chú ý vào. Được chưa nhỉ? Nào, câu tiếp theo là câu 23 là con ơi, câu 23 này của chuyên sư phạm năm 2021 này. Hiện tượng các electron liên kết được ánh sáng giải phóng để trở thành các electron dẫn gọi là hiện tượng gì? Cái này nó chính là hiện tượng quang điện trong nhé. Vậy cái câu này đáp án của chúng ta là đáp án A. Đó, hiện tượng quang điện trong là các electron của chúng ta nó được gì đấy? Nó đã gây ra electron liên kết, nó được giải phóng ra để trở thành electron dẫn. Đó là khái niệm về hiện tượng quang điện trong. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Nào, câu tiếp là câu 24 đề của sở năm 2020 này. Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng đáp án A, giải phóng electron thoát khỏi mối liên kết trong chất bán dẫn khi bị chiếu ánh sáng thích hợp. À, vậy câu 24 này đúng không nhỉ? Các bạn ơi, câu 24 này có đúng kết quả của chúng ta câu A không nhỉ? À, câu 24 có chọn gì đây? Quá chính xác câu A luôn, đúng không? Đó, vừa nói trên rồi. Nó giải phóng electron khỏi cái mối liên kết. Được chưa? Đó, tiếp theo là câu 25. Câu 25 này. Câu này cũng rất là nhiều bạn bị hay bị sai này. Câu này rất nhiều bạn hay bị sai và không nhớ chuẩn này. Nào các bạn ơi, các bạn thử comment lên giúp thầy là câu 25 các bạn chọn đáp án gì nào. Nào câu 25 các bạn chọn đáp án gì đây? Pin quang điện hay còn gọi là pin mặt trời là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành gì nhỉ? Nào có nhớ không? Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành đáp án A, điện năng, đáp án B, cơ năng, đáp án C, nhiệt năng hay đáp án D là hóa năng. Bạn nhớ là pin quang điện đây nó hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong và nó là thiết bị biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng. Đáp án là A. Đấy, gọi chú nhá, thành điện năng. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu 26. 26 ở đề của sở Nam Định năm 2010 này, chất quang dẫn là chất đáp án A dẫn điện tốt khi không bị chiếu sáng là sai này. Được chưa? Câu C. Khi nhiệt độ thấp hơn một nhiệt độ tới hạn TC nào đó thì điện trở xuất giảm đột ngột đến bằng không. Em không chính xác nhé. Cái này nó liên quan đến chất siêu dẫn này. Cái này liên quan đến chất siêu dẫn. Đáp án C là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp. Quá chính xác luôn. Các bạn nhớ rõ nhé. Đây nó chính là cái khái niệm về các loại chất quang dẫn. Để chưa ạ? Dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi bị chiếu ánh sáng thích hợp. Các bạn nhớ nhá, được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 27. Nguyên tắc hoạt động của pin điện trở. À, nguyên tắc hoạt động.
của quang điện trở nhé, của quang điện trở này, được chưa, là dựa vào hiện tượng gì nhỉ? Các bạn nhớ là quang điện trở, được chưa, và cái thằng pin có điện này nó đều hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong, quang điện trong. Vậy câu 27 là B. Các bạn chú ý nhé, quang điện trở này, nó quang điện trở bản chất nó là một cái điện trở được làm bằng chất quang dẫn, các bạn nhớ vậy nhá. Đó, tiếp tục là câu 28. Câu 28 là đề của Truyền Vinh năm 2020 này. Theo định nghĩa hiện tượng quang điện trong là đáp án A, hiện tượng quang điện xảy ra ở bên, xảy ra bên trong một chất bán dẫn. Cái này chưa đầy chính xác nhé. Đáp án B, hiện tượng ánh sáng giải phóng electron liên kết để chúng trở thành electron dẫn, đồng thời tạo ra các lỗ trống cùng tham gia vào quá trình dẫn điện, là quá trình xác luôn. Quả chú ý nhá, vậy mệnh đề đầy đủ và định chính xác nhất của cái hiện tượng quang điện trong đó chính là đáp án B. Các em nhớ rõ rồi nhá. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 29 nào. Câu 29 là chọn đáp án gì nhỉ? Câu 29 này. Chọn đáp án đúng này. Đáp án A, hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron ra khỏi bề mặt là sai rồi. Đáp án B, hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron bị bắn ra khỏi tấm kim loại là sai rồi. Đáp án C, hiện tượng quang điện trong là hiện tượng electron liên kết được giải phóng thành electron dẫn khi chất bán dẫn được chiếu sáng bằng ánh sáng tích hợp là quá gì đây? Là quá gì nhỉ? Là có 29 đáp án gì đây? Là quá chính xác luôn. Đúng không? Quá chính là C. Đấy, quả chú ý vào. Nhớ là electron liên kết giải phóng thành electron dẫn. Quả chú ý nhá. Vậy câu 29 là C, được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 30. Câu 30. 30 đáp án gì các em nhỉ? Hiện tượng quang dẫn là hiện tượng, đáp án A, xuất hiện dòng điện khi một mẫu bán dẫn nào đó được rọi sáng bằng ánh sáng gì đây, bằng ánh sáng kích thích. Không chính xác nhé, hiện tượng quang dẫn ở đây không chính xác nhá, để chờ nhớ đây để bạn nói hiện tượng quang dẫn này. Đáp án B, điện trở của mẫu bán dẫn tăng không chính xác nhé, để chờ đáp án B, đáp án C, điện trở của mẫu bán dẫn giảm mạnh khi được rọi sáng và sáng tích hợp, quá chính xác luôn. Bạn nhớ kỹ cái hiện tượng quang dẫn này, được chưa? Bạn nhớ là hiện tượng quang dẫn này thì bạn nhớ là khi chưa được chiếu ánh sáng thì nó là một chất không dẫn điện. Khi được chiếu ánh sáng tích hợp vào thì rõ ràng cái điện trở của nó sẽ giảm mạnh, thì rõ ràng khi đó là sẽ dẫn điện tốt hơn, đúng không? Bạn chú ý vào nhé. Bạn nhớ là điện trở của mẫu bán dẫn này giảm mạnh khi được rọi sáng và ánh sáng tích hợp. Vậy có 30 là đáp án C, được chưa? Nào, câu 31. Quang điện trở được cấu tạo từ đáp án A kim loại, không chính xác. Đáp án B chất bán dẫn là đúng này. Và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi được chiếu ánh sáng tích hợp, là quá chính xác luôn. Vậy 31 là B. Các bạn nhớ nhá, quang điện trở là được cấu tạo từ chất bán dẫn và có đặc điểm là dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở nên dẫn điện tốt khi được chiếu ánh sáng tích hợp. Đấy, các bạn chú ý vào. Nào, câu tiếp theo là câu 32. 32. Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa vào hiện tượng vừa nói rồi, quang điện trong, đáp án D, được chưa? Câu tiếp theo là câu 33. Pin quang điện là nguồn điện trong đó, đáp án A, hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng, không chính xác. Đáp án B, quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng, là quá chính xác luôn. 33 là B. Các bạn chú ý nhé. Câu tiếp theo là câu 34. Linh kiện nào dưới đây hoạt động dựa vào hiện tượng quang dẫn? Linh kiện nào dưới đây dựa vào hoạt động vào hiện tượng quang dẫn? Đáp án A, tế bào quang điện, không chính xác. Đáp án B, quang trở, là chính xác. Đó, vậy câu 34 này đáp án của chúng ta là đáp án B, được chưa? Quang trở ở đây nó sẽ hoạt động dựa vào cái hiện tượng quang gì đây? Nếu bất chuẩn là quang điện trở như vậy, thì là quang trở cũng được, đúng chưa? Hãy chú ý vào. Đó, tiếp theo là câu 35. Quang điện trở được cấu tạo từ đáp án A kim loại, sai. Đáp án B chất bán dẫn và có đặc điểm dẫn điện kém khi không bị chiếu sáng và trở thành chất dẫn điện tốt khi được chiếu sáng hợp, là câu này đáp án B mới lặp rồi, đáp án là B. Có nó giống một câu nào bên trên nhỉ? Nó giống câu 31 nhé, các chú ý ạ. Đó thì câu 35 này đáp án của chúng ta là đáp án B nhé, được chưa? Nào, câu tiếp theo là 36 này. Đề của Sở Hà Nội năm 2021. Nào, câu 36 này cũng rất là nhiều bạn bị sai này. Nào, câu 36 các em chọn là gì nhỉ? Các bạn 36 là gì? Các bạn thích comment đây nào. Khi chiếu một chùm tử ngoại vào một ống nghiệm đựng dung dịch fluorescein, thì dung dịch này phát ra ánh sáng màu lục. Đây là hiện tượng gì?
Rất nhiều bạn thấy cái chữ dung dịch học không chắc, chọn đáp án hóa phát quang là sai nhá. Cái này nó phải là gì bạn ơi? Quang phát quang. Đó, chú ý vào. Nó còn là quang phát quang. Được chưa? Vì câu 36 là đáp án A. Câu 37 cũng rất nhiều bạn sai này. Câu 37 cũng rất là nhiều bạn bị sai. 37 là của Sở Hà Tĩnh năm 2021. Sự phát ánh sáng của nguồn nào sau đây là hiện tượng quang phát quang? Đáp án A, hồ quang điện. Đáp án B, bóng đèn sợi đốt. Đáp án C, tia tử ngoại. Đáp án D là bóng đèn hình quang. Nào, 37 của chúng ta bạn nhớ là hiện tượng quang phát quang đây nó chính là bóng đèn hình quang nhé. Đó, câu này là D. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu 38. Câu 38. Câu 38 ở đề đại học năm 2014. Nào, 38 nó lại liên quan một loạt các câu liên quan tới cái thằng laser này, các bạn chú ý này. Chùm ánh sáng laser không được ứng dụng để làm gì? Đáp án A, truyền thông tin liên lạc bằng các quang có mà. Được chưa? Đáp án B là làm dao mổ trong y học có mà, chúng ta phẫu thuật mắt bằng laser mà, đúng không? Đáp án C là nguồn phát ra dòng siêu âm. Không chính xác rồi. Đó, đáp án D của các bạn sai nốt rồi. Được chưa? À, các bạn còn nhớ một cái ứng dụng mà gọi là cái bẫy của laser, laser không được dùng làm gì đó các bạn ơi. Nào các bạn ơi, các bạn còn nhớ cái bẫy của cái tia laser là có hai cái bẫy là tia laser không dùng để làm gì không? Các bạn có nhớ không? Các bạn nhớ cái này, bạn nhớ thêm này cái nốt này. Nào các em có nhớ là cái tia laser sẽ không có một ứng dụng là gì không? Nào các bạn có nhớ không? Nó không dùng để làm gì nhỉ? Các bạn còn nhớ cái này không? Cái này rất nhiều bạn bị nhầm này. Bạn nhớ là tia laser chúng ta nó không dùng để mạ kim loại nhé, không dùng. Không dùng để mạ kim loại, nhớ là mạ kim loại. Các bạn chú ý vào. Tia laser chúng ta sẽ không dùng để mạ kim loại, được chưa? Nào, câu theo là câu 39. Đèn led. Đèn led và đề bài bảo là hoạt động dựa vào hiện tượng gì? Nào các bạn ơi, đèn led ở đây đó chính là điện phát quang, điện phát quang. Các bạn nhớ nhá, thì câu 39 này đáp án là A. Điện phát quang. Đó, chú ý vào. Cái bạn nhớ là cái sự phát quang ở cái đèn led này, led ấy, nó chính là cái điện phát quang. Điện phát quang dựa vào hoạt động hiện tượng đó là điện phát quang. Được chưa? Nào, 40. Sự phát quang ở con đom đóm và đây chỉ ở đuôi con đóm ấy, nó chính là hiện tượng hóa phát quang, hóa phát quang. Được chưa các bạn? Thì 40 là B. Ok chưa? Nào, tiếp theo là câu 41 này. Câu 41. Nào, 41 là bán gì nhỉ? Đại học 2017 này. Trong y học laser không được ứng dụng để đáp án A, phẫu thuật mạch máu có mà, đúng không? Đáp án B, chữa một số bệnh ngoài da, đúng mà. Đấy các bạn, một số bạn nào mà bị mụn ấy, để mà bị mụn rỗ ấy, người ta hay dùng laser ta bắn để cho nổi cái nốt rỗ lên để mặt chúng ta lành lại hết, được chưa? Đáp án C là phẫu thuật mắt là đúng mà. Vậy đây đáp án không là đáp án D. Vì cái chiếu trục điện này là của TX nhé, các bạn chú ý vào. Được chưa? 42. Tia laser được dùng đáp án A tìm khuyết tật bên trong là sai vì cái này là liên quan đến tia X của TX. Đáp án B kiểm tra hành lý cũng là của TX. Đáp án C chiếu trục điện nó cũng là của TX. Được chưa? Vậy câu này đáp án đúng là đáp án D, dùng trong các đầu đọc đĩa CD. Đó, bạn chú ý vào. Nào, câu 43. Tia laser được dùng để đáp án A như một dao mổ trong phẫu thuật mắt, quá chính xác luôn. 43 là A. Được chưa? Đấy, còn chú ý vào. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 44. Tia laser có đặc điểm nào sau đây? Có đặc điểm nào sau đây? Đáp án A luôn có cường độ nhỏ là sai nhé. Nó phải có cường độ lớn. Đáp án B không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính là không chính xác. Các bạn chú ý này, nó là một tia sáng này nó vẫn có thể khả năng bị khúc xạ, câu này không chính xác. Được chưa? Câu tiếp theo của chúng ta là câu 44 này, đáp án tiếp theo của chúng ta là đáp án C có tính đơn sắc cao là quá chính xác luôn. Các bạn nhớ là tia laser chúng ta có cái tính đơn sắc cao là ánh sáng trắng là sai nhé, các bạn chú ý vào. Được chưa? Vậy các bạn ơi, các bạn còn nhớ những cái đặc điểm, có ba đặc điểm khá là nổi bật của tia laser, các bạn còn nhớ là gì không, hay bạn quên rồi nào? Các bạn ơi, các bạn nhớ không? Thứ nhất, đặc điểm của laser là có tính đơn sắc cao, bạn nhớ này, các bạn nên nốt lại, cái này rất quan trọng nha, có tính đơn sắc cao. Được chưa? Có tính đơn sắc cao. Tiếp theo của chúng ta là có tính định hướng cao, nhớ này, có tính định hướng cao, nhớ kỹ vào nhé, có tính định hướng cao. Và có một cái cuối cùng đó chính là có cái cường gì đây, có cái cường độ lớn, có cái cường độ lớn. Đó là ba cái đặc tính rất là quan trọng của laser.
Các bạn nhớ vào. Vậy câu 4 này đáp án của chúng ta là C. Được chưa? Nào, có ổn không nhỉ? Đấy, các bạn chú ý vào. Nào, sắp thi rồi nhá, các bạn chú ý vào. Ôn thật kỹ vào. Cố gắng nghe lại một lượt đi để chúng ta có chuẩn bị bước vào kỳ thi cho nó chắc chắn vào. Lý thuyết của vật lý rất là dễ ăn điểm. Đấy, các bạn chú ý vào nhé. Nào, câu 45. Câu 45. Đại học 2018 này khi nói về tia laser. Laser thì khá là nhiều luôn, các bạn chú ý vào. Phát biểu này sau đây là sai. Nếu bạn A, tia laser là ánh sáng trắng thì sai rõ ràng rồi. Đấy, các bạn chú ý vào. Nó là ánh sáng đơn sắc. Vậy ba đáp án còn lại là đúng thì chúng ta nên đọc lại này. Có tính định hướng cao, có tính kết hợp cao, có cường độ lớn là quá chính xác luôn. Được chưa? Nào, câu 46 của chúng ta là một câu khá là hay. Câu 46 là một câu khá là hay và rất nhiều bạn bị sai câu 46. Đó, nào, 46 các bạn chọn là gì? Bạn comment lên giúp thầy nào. Câu 46. Nào, câu 46 này thì các bạn chọn là gì? Các bạn thì comment lên giúp thầy nhá. Khi nói về tia laser, phát biểu nào sau đây là sai? Là sai. Đáp án A, tia laser luôn truyền thẳng qua lăng kính. Tia laser luôn truyền thẳng qua lăng kính là sai. Được chưa? Vì ở đây bản chất nó là một cái tia sáng. Nên rõ ràng khi đi qua lăng kính nó vẫn có thể xảy ra hiện tượng khúc xạ. Các bạn nhớ nhé. Bạn nhớ này. Có thể xảy ra khúc xạ. Và khúc xạ đây là chính là hiện tượng gãy khúc. Được chưa? Nên nó có thể là không truyền thẳng. Các bạn chú ý vào nhé. Gãy khúc. Đó, vậy câu này đáp án sai. Đây là đáp án A. Đấy, các bạn chú ý vào. Được chưa? Nào, tiếp tục câu 46 đáp án là A nhé. Nào, 47 này, câu 47. Nào, 47 các bạn chọn là gì nhỉ? 47 này. Đại học 2018 các bạn chú ý là để có thể làm được câu 47, 48, 49 thì các bạn cần phải nhớ đến một cái định luật gọi là x-tốc, đó chính là điều kiện để xảy ra sự phát quang. Các bạn nhớ nhé. Chúng ta chiều ánh sáng có bước sóng là 600 nanomet và một chất huỳnh quang thì bước sóng của ánh sáng phát quang do chất này phát ra không thể là. Vậy các bạn nhớ là cái định luật x tốc là gì, các bạn nhớ này, cái điều kiện để xảy ra hiện tượng phát quang là bước sóng của ánh sáng phát quang, được chưa, phải luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Các bạn nhớ nhá, điều kiện để xảy ra hiện tượng phát quang là bước sóng của ánh sáng phát quang phải luôn lớn hơn hoặc bằng bước à phải luôn lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích. Vậy trong bài toán này của chúng ta thì bạn nhớ này, cái thằng 600 này nó đóng vai trò là bước sóng của ánh sáng kích thích. Đó. Vậy ở đây bước sóng ánh sáng phát quang phải luôn lớn hơn 600. Vậy đề bài bảo không xảy ra thì chọn đáp án nhỏ hơn, đúng không? Vậy ở đây nó là 540. Đáp án A, ok chưa? Câu tiếp theo là câu 48 này. Để minh họa năm 2019. Chúng ta chiếu lần lượt các bức xạ màu đỏ, màu tím, màu vàng, màu cam và một chất huỳnh quang thì sẽ có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang và biết ánh sáng phát quang là màu tràm. Và đề bài bảo là ánh sáng kích thích có thể gây ra hiện tượng đó là ánh sáng màu gì? Thì bạn chú ý là ở đây thì lambda phát quang của chúng ta đó chính là lambda một chàm. Vậy ở đây bước sóng của ánh sáng kích thích bắt buộc phải nhỏ hơn phải thằng chàm, đúng không? Bạn chú ý nhá, vậy ta phải chọn xem là trong bốn màu kia thì màu nào có bước sóng nhỏ hơn màu chàm. Thì theo thứ tự đó thì nó phải ở phía sau của thằng chàm. Theo thứ tự là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Vậy ở đây thằng phía sau của chàm nó chính là thằng màu tím. Vậy ở đây ánh sáng kích thích của chúng ta nó sẽ là thằng tím nhé, đáp án C. Được chưa? Câu 48 đáp án là C. Nào, câu 49 này. Nếu ánh sáng kích thích là ánh sáng màu lam thì ánh sáng huỳnh quang không thể là, các bạn nhớ nhé. Vậy ở đây ánh sáng phát quang của chúng ta phải luôn lớn hơn ánh sáng màu lam. Vậy không thể là chúng ta lại chọn ánh sáng nào có bước sóng gì đấy nhỏ hơn thằng lam. Vậy trong bốn thằng đỏ, lục, vàng và tràm thì thằng nào sẽ nhỏ hơn lam? Nhỏ hơn thằng lam tức là đứng phía sau của lam, đúng không? Đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm. Và chắc chắn câu 49 này đáp án là D, màu tràm. Nào các em có hiểu không? Nào câu 49 này các bạn có hiểu không? Ok chưa? 49 là đáp án D nhá. Nào câu tiếp theo là câu 50 này. Tia laser không dùng để. Đáp án A, khoan cắt kim loại có này. Đáp án B, mạng điện không chính xác rồi. Được chưa? Vậy đáp án C là truyền thông tin góc quang đúng này, phẫu thuật là đúng này. Được chưa? Nào, câu 51. Tia laser không có đặc điểm nào sau đây. Đáp án A, cường độ lớn, chính xác. Đáp án B, độ đơn sắc cao, chính xác. Đáp án C, công suất lớn là không có nhé. Bạn chú ý là tia laser của chúng ta nó sẽ không có cái công suất lớn đâu. Các bạn chú ý vào. Và đáp án D có định hướng cao là chính xác nhé. Đấy, chú ý vào. Được chưa? Nào, đáp án tiếp theo là câu 52. Câu 52 đáp án gì các bạn ơi? Câu 52 nào. Đặc điểm nào sau đây không phải là của tia laser? Đáp án A có tính hướng cao, chính xác.
Đoạn C không bị khúc xạ khi qua lăng kính là sai. Vì sao? Vì bản chất nó là một tia sáng, nó vẫn bị khúc xạ bình thường. Được chưa? Đó, gọi chú ý nhá. Thì cái câu 52 đáp án là B. Nào, câu 53 thì các bạn chọn án gì nhỉ? Câu 53 này. Câu 53. Ánh sáng huỳnh quang. Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng. Nào, các bạn chú ý này. Ở đây nó là hai loại của thằng quang phát quang. Thì các bạn chú ý là huỳnh quang và lân quang. Thì các bạn còn nhớ đó là cái điều gì không nhỉ? Nào, các bạn chú ý này. Cái ánh sáng huỳnh quang là cái ánh sáng gần như tắt ngay sau khi chúng ta tắt cái ánh sáng kích thích. Các bạn nhớ nhá. Vậy cái câu 53 này đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Huỳnh quang, bạn nhớ là huỳnh quang, được chưa? Đó là ánh sáng hầu như tắt ngay sau khi chúng ta ngừng ánh sáng kích thích, tức là tắt cái ánh sáng kích thích. Các bạn nhớ nhá, ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích. Vậy 53 này đáp án là B, được chưa? 54 thì nó sẽ ngược lại với câu 53. 54 nó sẽ liên quan đến ánh sáng lân quang. Lân quang thì bạn chú ý, lân quang là cái thời gian phát quang của chúng ta nó khá là dài, các bạn nhớ nhá, lân la ấy, được chưa? Đó là ánh sáng. Nào, đáp án câu 54 là gì các bạn nhỉ? Được phát ra từ các chất rắn, chất lỏng lẫn chất khí. Các bạn chú ý này, cái thằng lân quang này của chúng ta thì nó là cái ánh sáng được phát ra từ chất rắn, nhớ này, nó chỉ là chất rắn thôi. Được chưa? Vậy câu A này nó sai. Câu B hầu như tắt ngay là sai. Đáp án C là có thể tồn tại, chú ý này, có thể tồn tại trong khoảng thời gian dài hơn 10 mũ trừ 8 giây sau khi tắt ánh sáng kích thích, là quá chính xác luôn. Vậy câu này đáp án của chúng ta là đáp án C nhá. Đấy, các bạn chú ý một tí mà là các bạn hiểu ngay vấn đề. À, câu 58 này các bạn có lăn, câu 54 này các bạn có lăn tăn điều gì không? Đấy, các bạn chú ý vào nhá, được chưa? Nào, câu theo của chúng ta là câu 55. Nào, 55 để các bạn chọn án gì nhỉ? Câu 5 này. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự phát quang? Đáp án A, sự huỳnh quang thường xảy ra đối với các chất lỏng và chất khí, là chính xác nhé, chính xác. Được chưa? Các bạn nhớ là huỳnh quang của chúng ta, nhớ này, huỳnh quang này, nó sẽ xảy ra với các chất lỏng và chất khí. Các bạn nhớ mà. Đáp án B, lân quang thường xảy ra với chất rắn, là quá chính xác, vừa nói rồi. Được chưa? Tiếp theo là đáp án gì đây? Nào, tiếp theo là đáp án C, đáp án C đúng không nhỉ? Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích, là chính xác. Vậy đáp án sai đây là đáp án D, là đáp án D. Các bạn chú ý vào nhá. Vậy câu 55 này của chúng ta đáp án là D. Và các bạn ơi, cái câu này bạn chú ý là nhớ kỹ này. Cái huỳnh quang của chúng ta thì các chất nó sẽ phát ra từ là chất lỏng và chất khí này. Được chưa? Còn lân quang, các em nhớ là lân quang nó thường là chất rắn. Các bạn chú ý với kỹ vào nhá, được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 56. Theo mẫu nguyên tử xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử bo, thì chúng ta thấy là khi êtông chuyển động trên quỹ đạo m, thì bán kính là bao nhiêu? Thì các bạn chú ý này, câu này rất là đơn giản thôi, đúng không? RN thì sẽ bằng n bình, các bạn nhân R0. Trên quỹ đạo m thì là gì đấy? KLM thì N3, vậy là 3 bình nhân R0 thì nó là 9R0. Vậy câu này đáp án là B nhá. Được chưa? Đó, tiếp theo là câu 57. Câu 57 thì tương tự thôi. Chuyển động trên quỹ đạo N, thì bạn có là RN đây, quỹ đạo N là KLMN là 4 bình nhân R0, thì bạn ra đáp án là B, 16R0, được chưa? 57 là B. Nào, tiếp theo là câu 58. Câu 58 này thì cực kỳ nhiều bạn hay bị sai, câu 58, hoặc không chắc bị sai. Để bị hoạn năm 2020. Nào, chúng ta có là trong các quỹ đạo dừng của êtông có bán kính lửa là R0, 4R0, 9R0 và 16R0. Quỹ đạo có bán kính nào ứng với trạng thái dừng có mức năng lượng thấp nhất? Thì các bạn chú ý này, cái công thức tính cái mức năng lượng ở dừng bạn nhớ gì không? N thì bằng trừ 13,6 các bạn chia cho N bình phương, đúng không? Vậy ở đây các bạn chú ý là nếu N của chúng ta mà càng nhỏ thì cái này nó sẽ là một số âm càng lớn, tức là nó sẽ là một số nhỏ. Bạn phải nhớ nhá, các bạn lưu ý này, ở đây các bạn nhớ là cái quỹ đạo mà có mức năng lượng nhỏ nhất ở đây nó chính là E1 đó, và tiếp tục đến E2, sau đó chấm 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 đến E6, đó, các bạn chú ý vào, thì đây nó ứng với R0 này, đây nó ứng với 4R0 này, và đây nó ứng với cả bao nhiêu đây, 36R0.
Tức là bạn hiểu đơn giản là cái bán kính quỹ đạo mà càng lớn thì năng lượng càng lớn, cái bán kính quỹ đạo nó càng nhỏ thì năng lượng nó càng nhỏ. Vậy thấp nhất ở đây thì nó phải là ở trên cái đáp R0, đúng không? Thì câu 58 này đáp A. Còn nếu mà lớn nhất ở đây nó sẽ là 16 R0 này. Đó, trong thằng này, trong bốn thằng này. Bạn chú ý nhá, trong bốn thằng này thì lớn nhất nó sẽ là 16 R0. Đấy, chú ý không? Thì đó là câu 58. À, câu 59. Bây giờ ta hỏi là quỹ đạo K, bán kính quỹ đạo K có đơn giản hơn K là 1 thì nó chính là R0. Câu này là đáp án B nhé, ok chưa? Nào, câu theo là câu 60, định của Lương Thế Vinh năm 2020 này. Nào, cái này cũng liên quan tới cái bán kính quỹ đạo đúng không? Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì bán kính giảm bớt, bán kính quỹ đạo giảm bớt bao nhiêu? Nào, RM về RN đúng không? Cái chú ý này, RM trừ đi RN. RM của chúng ta là 3, vậy là 9R0. RN của chúng ta là gì đây? RN của chúng ta là 1, 2 đúng không? KL mà 2, vậy là 4R0. Vậy là nó giảm đi bao nhiêu đây? Giảm đi 5R0 đúng không? Vậy câu 60 này đáp án của chúng ta là A, giảm đi 5 lần R0. Họ chú ý vào. Nào, câu tiếp là câu 61. Nào, 61 đáp án gì các bạn nhỉ? Xét đề của 6 Bắc Giang 2020 này. Xét nguyên tử hydro theo mẫu nguyên tử bo. Khi electron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M thì năng lượng của nguyên tử tăng lên bao nhiêu lần? Thì các bạn chú ý là EK ở đây nó chính là E1. Được chưa? Thì nó chính là trừ bao nhiêu đây? Nó chính là trừ 13,6. Còn M ở đây nó là E3. Thì nó sẽ là trừ 13,6, các bạn chia cho 3 mình. Đó, tức là bây giờ lại tăng lên mấy lần nhỉ? Tăng lên bao nhiêu đây? Tăng lên 9 lần đúng không? Vậy 61 là đáp án D, tăng lên 9 lần. Được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta đó là câu 62. Theo tiên đề bo về sự bức xạ hấp thụ năng lượng, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái có mức năng lượng M sang trạng thái dương có mức năng lượng thấp hơn N, thì nó phát ra một photon có năng lượng chính là bằng E cao trừ E thấp, đúng không? Thì câu này đáp án của chúng ta nó là đáp án gì đây? Là B, M trừ N. Được chưa? Nào, câu 63. Câu 63 là đề đại học năm 2021. Sự phát quang của các chất lỏng khí có đặc điểm là ánh sáng phát quang bị tắt rất nhanh. Bị tắt rất nhanh. Sau khi tắt ánh sáng kích thích, sự phát quang này gọi là gì? Vừa nói rồi đó chính là huỳnh quang. Vậy câu 63 này đáp án là C. Ok chưa? Đó. Câu 63 là C nhá. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang chương 7. Nào, quăng lên các ơi. Chương 7 này. Nào, chương 7 là hạt nhân nguyên tử. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu vào luôn câu 1 của chương 7 nhé. Các bạn cùng cùng ấy nào. Các bạn cùng comment lên xem là câu 1 là gì nào. Nào, đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân đó chính là năng lượng liên kết riêng. Các bạn nhớ nhá. Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là có phải là năng lượng liên kết riêng đúng chưa? Vậy câu 1 đáp án là D. Câu 2 nào. Câu 2. Hai nguyên tử A và B là đồng vị của nhau, hạt nhân của chúng có cùng. Thì các bạn chú ý là đồng vị thì hạt nhân của chúng sẽ có cùng số proton nhưng khác nhau về số neutron, nên dẫn đến số nucleon cũng khác nhau. Được chưa bạn? Vậy câu 2 này đáp án của chúng ta là đáp án C, số proton. Câu tiếp là câu 3, đề của Sở Nghệ An này. Hạt nhân XZA thì có số neutron là bằng A trừ Z đúng không? Vậy câu này đáp án là B. Đó, câu 3 là B nhá. Câu tiếp theo là câu 4. Hạt nhân urani 92235 có đáp án A 92 neutron không chính xác, đáp B 235 proton không chính xác, đáp án C 143 nucleon không chính xác và đáp án chính xác đây là D là 92 proton. Được chưa? Câu tiếp theo là câu 5 nào các em ơi, đáp án là gì nào? Các bạn nhìn câu 5 này. Chúng ta có phương trình hydro 11 cộng với cả phosphor cộng cả F919 tạo ra oxy 816 và hạt nhân X cân bằng này. 1 cộng 9 là 20, 20 trừ 16 là 4. 1 cộng 9 là 10, 10 trừ 8 là 2. Vậy hạt nhân X của chúng ta nó chính là heli 24. Được chưa? Và đáp án của chúng ta câu này là X nó sẽ có 2 proton và 2 neutron. Vậy câu 5 đáp án là D. Được chưa? Đó, câu 5 là D. Lý thuyết của cái chương cuối cùng là chương 7 nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Các bạn chú ý nhé. Nào, câu 6 này. Số nucleon có trong hạt nhân Al1327 đó chính là 27 nucleon. Các bạn nhớ nhé. Được chưa? Câu tiếp theo là câu 8. À, câu theo là câu 7 này. Câu 7. Tiếp tục là số nucleon. Các bạn chú ý này. Số nucleon của hạt nhân kali 1940 thì đó chính là 40 thằng. Được chưa? Vậy câu này đáp án là A. Nào, câu 8. Câu 8 đáp án gì các em nhỉ?
Hỏi câu 8 này. Chúng ta có hạt nhân coban 27, 60 thì có đáp án A 27 proton và 33 neutron. Quá chính xác luôn. Vì bạn chú ý là cái số neutron của chúng ta ở đây nó sẽ bằng 60, các bạn chú ý 27 các bạn chú ý 33 neutron. Vậy câu 8 là đúng là đáp án A. Được chưa? Nào, câu theo của chúng ta là câu 9 này. Câu 9. Nào, chúng ta có phản ứng Al17 và 1327 cộng heli 24 tạo ra P phút pho 1530 hạt nhân X thì cân bằng tí này. 27 cộng 4 là 31, 31 trừ 30 là 1. Đúng chưa? 13 cộng 2 trừ 15 là 0 và x của chúng ta ở đây là 0,1 thì nó chính là neutron 0,1. Được chưa các bạn nhỉ? Vậy cái câu 9 đáp án của chúng ta là đáp án B bỏ. Neutron. Được chưa nhỉ? Nào, câu tiếp là câu 10. Hạt nhân nguyên tử Al1327 có 14 nucleon. Nucleon là không chính xác nhé. Có 27 proton không chính xác. Có 40 hạt nucleon, 40 hạt nucleon là không chính xác nhé. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án D, 13 hạt nhân proton. Được chưa nhỉ? Thì câu 10 đáp án của chúng ta là D này. Đó, câu tiếp là câu 11. Câu đáp án gì nhỉ? Chúng ta có các hạt nhân boli 84 210, Be 49, sắt 26 56 và bu 94 238. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất. Các bạn nhớ này, hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất tức là hạt nhân đó bền vững nhất, bạn nhớ nhá. Hạt nhân bền vững nhất. Bền vững nhất. Đó thì các bạn chú ý là ở trong điểm này hạt nhân bền vững nhất nó sẽ ở giữa bản hệ thống tuần hoàn, và cái hạt nhân nó ở giữa bản hệ thống tuần hoàn thì nó sẽ có cái gì nhỉ, nó sẽ có cái số số khối ấy, hay chính là số nucleon nó trong nó đang khoảng bao nhiêu, bạn có nhớ không nào? Còn ơi, cái hạt nhân ở giữa bảng hệ thống tuần hoàn tức là hạt nhân thuộc cái loại bền vững nhất thì nó sẽ có số nucleon nằm trong khoảng nào, các bạn còn nhớ không nào? Các bạn ơi, em ơi, các bạn còn nhớ là số khối của nó sẽ nằm ở trong khoảng từ 50 chờ 50 này đến 70. Đó thì điển hình ở đây là chính thằng sắt Fe, để chờ sắt Fe này. Đó các chú ý nhá, vậy các lưu ý thằng sắt này của chúng ta này, nó sẽ có cái số khối là 56, thì trong bốn bốn chất này, bốn nguyên tử này thì sắt của chúng ta nó là bền vững nhất, vậy Fe là 26 56. Vậy câu 11 của chúng ta đáp án nó là đáp án A. Câu theo là câu 12. Bản chất của lực tương tác giữa các nucleon, bản chất này của lực tương tác giữa các nucleon có trong hạt nhân là đáp án A lực tĩnh điện không chính xác, đáp án B lực hấp dẫn thì không chính xác, đáp án C lực điện từ không chính xác, và đáp án đúng của chúng ta nó chính là cái lực tương tác mạnh, hay người ta gọi là lực hút rất mạnh giữa các gì đấy, giữa gì đấy các nucleon, cậu chú vậy nhá. Được chưa? Thì đó là câu 12. Nào, câu theo của chúng ta là câu 13. Theo thuyết tương đối của Einstein, một vật có khối lượng m0 khi ở trạng thái nghỉ thì khi chuyển động với tốc độ là v thì khối lượng của nó sẽ tăng lên thành m. Với m thì như nào nhỉ các bạn ơi? M chúng ta được tính bằng m0 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ v chia c tất cả bình phương. Vậy cái câu này các em phải chú ý của chúng ta, câu này đáp án là C nhé. Các bạn lưu ý cái biểu thức này, gần như cái tỷ lệ năm nào cũng sẽ thi một câu liên quan tới cái công thức về cái thuyết tương đối tính này rất là cao luôn, bạn nhớ nhé. M thì bằng m0 chia cho căn bậc 2 của 1 trừ v trên c tất cả bình phương. Và các em phải nhớ thêm một cái điều nhỏ nhỏ nữa là cái năng lượng nghỉ của chúng ta nó là E0 thì tính bằng M0 nhân C bình. Còn năng lượng khi vật chuyển động là E thì tính bằng gì đấy? Được tính bằng MC bình. Và sự chênh lệch giữa E và E0 đó chính là cái động năng khi vật chuyển động. Các em phải chú ý nhá. Vậy câu 13 này đáp án của chúng ta là đáp án C. Nào, câu theo là câu 14 này. Hai hạt nhân triti 13 và heli 23 có cùng đáp án A có cùng điện tích không trùng không chính xác, một thằng là dương một thằng là dương hai không chính xác nhá. Đáp án B là cùng số neutron, thằng đơ thằng triti là hai, thằng heli 23 là một không chính xác nhá. Đáp án C cùng số nucleon là quá chính xác luôn đó, cậu lưu ý vào. Tiếp theo là câu 15 nào, các bạn ơi đáp án gì nào, cố gắng lên, đáp án là gì nào các em ơi, câu 15 nào. Một hạt nhân có độ khối là delta m thì năng lượng liên kết của nó là tính nào, được tính bằng delta m nhân c bình phương đúng không, thì câu 15 này đáp án nó là gì đấy, delta m nhân c bình phương đáp án là b nhé, là b bỏ, là b bỏ, được chưa? Nào, câu tiếp là câu 16. Chúng ta có phương trình F919 cộng hydro 11 ra oxy 86 hạt nhân x là gì, thì 19 cộng 1 là 20, 20 trừ 16 là 4, 9 cộng 1 trừ 8 đây là 2, x ở đây nó chính là hạt heli và nó chính là alpha. Được chưa? Vậy câu 16 là D. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 17. 17 là gì nào? Hạt nhân được cấu tạo được tạo thành bởi hai loại hạt là gì? Bạn nhớ đó chính là proton và neutron.
thứ hai được gọi là các nucleon. Vậy câu 7 này các bạn chú ý là chúng ta phải chọn đáp án là proton và gì đây, và elect và proton và neutron nhé, proton và neutron. Đáp án câu này nó là C, các bạn nhớ mà, được chưa? Hạt nhân được tạo bởi hai loại hạt là proton và neutron, hai thằng đó người ta gọi là số nucleon. Thì câu 17 đáp án của chúng ta là đáp án C. Câu tiếp theo là câu 18 này. Câu 18. Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số gì? Có cùng số proton nhưng khác nhau về số nucleon. Vậy câu 18 là B. Được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 19 này các bạn ơi. 19 là gì nào? Hạt nhân XZA có khối lượng là MX và chúng ta có khối lượng của proton là MP, khối lượng của neutron là MN, và để bạn yêu cầu độ khối thì các bạn chú ý là độ khối của hạt nhân được tính bằng Z nhân MB cộng A trừ Z nhân MN trừ đi M hạt nhân, đúng không? Vậy câu 19 này của chúng ta đáp án nó là C. Đó, các bạn chú ý vào. Nào, tiếp theo là câu 20 này. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đồng vị? Đáp án A, các hạt nhân đồng vị có cùng Z nhưng khác nhau về số A. Có cùng số Z nhưng khác nhau về số A là quá chính xác luôn. Các bạn chú ý nhá, cùng Z tức là cùng proton để cho các bạn, và khác nhau về số A tức là số nucleon đấy, các bạn chú ý vào. Thì câu 20 là A. Câu tiếp theo là câu 21. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết, bạn nhớ này, năng lượng liên kết riêng của chúng ta là năng lượng liên kết như nào? Các bạn chú ý này, cái công thức tính năng lượng liên kết riêng epsilon thì được tính bằng V kép liên kết các bạn chia cho số khối, tức là chia cho A. Vậy cái năng lượng liên kết riêng bản chất nó chính là năng lượng liên kết tính cho một nucleon, một nucleon. Vậy câu 21 này đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, tính trung bình cho một nucleon. Được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 22. Câu 22. Đơn vị khối lượng nguyên tử, đơn vị khối lượng nguyên tử U là nào? U, đơn vị khối lượng nguyên tử, bạn thấy là trong cái trưng bày này chúng ta rất hay dùng đơn vị là U luôn. Vậy các bạn có biết là U là gì không? Nào, đơn vị khối lượng nguyên tử U đó chính là một phần bao nhiêu? Nào, câu 22 này rất nhiều bạn không biết làm nhé. Đó chính là 1/12 khối lượng của nguyên tử carbon C62. Vậy câu 22 là C. Các bạn chú ý vào nhé. 1/12 khối lượng của một nguyên tử carbon C62. Được chưa? Một câu tiếp theo là một câu khá là hay và rất là nhiều bạn không biết làm. Câu này nó có trong phần chú ý ở trong sách giáo khoa cơ bản. MeV chia C bình là đơn vị đo. Câu này rất là hay này. Nào, các bạn ơi, các bạn thử comment lên xem câu này đáp án gì nào. MeV chia C bình là đơn vị đo gì? Đáp án A khối lượng, đáp án B động lượng, đáp án C năng lượng, hay đáp án D là hiệu điện thế, các em nhỉ? Nào, các bạn nào biết câu 23 đáp án là gì thì các bạn ơi. Nào, các bạn chú ý này, rõ ràng trong bài tập chúng ta có rất nhiều là một U đấy, bạn thấy không? Một U của chúng ta thấy là trong các cái bài tập về phản hạt nhân ấy, thì người ta hay thường lấy là 931,5. Được chưa? MeV các bạn chia C bình phương. Vậy các bạn chú ý là 931,5 này nó là hằng số rồi đúng không? Vậy rõ ràng cái MeV chia C bình này nó là đơn vị của U. Mà U ở đây chúng ta vừa nói ở trên rồi, nó chính là khối lượng nguyên tử. Vậy cái câu A này đáp án của chúng, cái câu 23 này thì đáp án của chúng ta là đáp án A. Để chưa? MeV chia C bình nó là đơn vị của khối lượng. Các bạn chú ý vào nhớ, đừng để sai câu này. Được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 24. Để đại học năm 2017, theo thuyết tương đối, một hạt nhân có khối lượng M thì năng lượng toàn phần là E, và để bảo chúng ta hệ thức nào sẽ đúng vừa nói trên rồi, E bằng MC bình, được chưa? Đó, đáp án câu 24 là C. Bạn chú ý vào nhá. Câu tiếp theo là câu 25, bạn thấy không? Năm nào thì một câu này, 2017, 2018, 2019, đó, chú ý vào. Nào, chúng ta có là theo thuyết tương đối tính, một hạt nhân có khối lượng động chỉ thay đổi cách hỏi, nhưng có khối lượng động là M thì năng lượng toàn phần của nó chính là MC bình, MC bình. Vậy câu này đáp án là B. Được chưa? Nào, câu tiếp là câu 26 nào các bạn ơi. Theo thuyết tương đối tính, một vật có khối lượng nghỉ là M0 thì nó sẽ có năng lượng nghỉ là gì đây? M0 nhân C bình. Câu này đáp án của chúng ta nó là C luôn. E0 bằng M0 C bình, M0 C bình. Được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 27. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì đây, tức là delta M lớn nhé, delta M càng lớn thì sao nhỉ? Đáp án A, năng lượng liên kết càng nhỏ. Không chính xác nhá, vì năng lượng liên kết bằng delta M sẽ bình mà năng lượng liên kết nhỏ là sai nhé. Đáp án A sai. Đáp án B, năng lượng liên kết càng lớn là quá chính xác luôn. Các bạn chú ý là cái năng lượng liên kết của chúng ta thì bằng delta M các bạn nhân C bình. Còn hai đáp án C với D thì rõ ràng là không chính xác vì nó còn phụ thuộc vào số khối nữa. Vậy đáp án C và D cũng loại nhé, các bạn chú ý vào. Được chưa? Nào, câu 28.
đến đại học năm 2014, các bạn chú ý này, trong phản ứng hạt nhân, trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn nào. Câu này đáp án gì Kenny? Không có sự bảo toàn cái gì? Đáp án A số nucleon, đáp án B động lượng, đáp án C số neutron, hay đáp án D là năng lượng toàn phần? À, các bạn ơi, câu 28 này cũng rất là nhiều bạn bị sai, hay bị sai này, hay bị sai. À, câu 28 các bạn chọn làm gì? Trong phản ứng hạt nhân thì chắc chắn có bảo toàn nucleon, số nucleon thì cái bảo toàn số khối đấy, được chưa các bạn? Bảo toàn động lượng có, bảo toàn ở toàn phần có, vậy không có ở đây chính là không có bảo toàn gì đây, số neutron, các bạn chú ý nhá. Nào, ngoài các bạn chú ý này, bạn lưu ý này, chúng ta có bốn định luật bảo toàn, nhớ này, có bốn định luật bảo toàn, có bốn, các bạn nhớ nhá. Đây, các bạn chú ý này, bốn sự bảo toàn trong phản ứng hạt nhân, bạn chú ý điều này vào nhá, sự bảo toàn trong phản ứng hạt nhân. Nào, trong phản ứng hạt nhân là các bạn ơi, thì các bạn chú ý này, ngoài ba cái thằng bên trên ra chúng ta còn thằng nữa là gì nào, các bạn nhớ không nào? Thứ nhất là bảo toàn số nucleon này, thứ hai là bảo toàn động lượng này, thứ ba là bảo toàn năng lượng toàn phần, và một cái nữa đó chính là bảo toàn điện tích. Bảo toàn điện tích, được chưa bạn? Nhớ nhá, bảo toàn điện tích. Đây, tôi xóa này đi, tôi mất thời gian. Họ viết thêm một cái là bảo toàn điện tích nữa, được chưa? Các bạn chú ý vào bảo toàn điện tích nữa nhá, điện tích. Đó, chúng ta có bốn định luật bảo toàn đây, một này, được chưa? Hai đây, ba đây, bốn đây. Đấy, bạn chú ý vào. Nào, tuy bên cạnh đó thì nó sẽ có những một số cái không bảo toàn, bạn còn nhớ không bảo toàn là gồm như nào không? Nào, cái này các bạn chú ý nhá, rất hay hỏi thi và rất nhiều bạn không biết làm cái nốt này. Nó không có các định luật bảo toàn nào nữa này, không có, không có các định luật bảo toàn. Thứ nhất là bảo toàn về khối gì đây? Không có nhá, nhớ là không có này, không có này. Giờ, thứ nhất là về khối lượng, không có định luật bảo toàn khối lượng đâu nhé, các bạn chú ý vào. Được chưa? Cái không có tiếp theo là không có bảo toàn số neutron đâu nhé, số neutron đâu. Và một cái cuối cùng là không có bảo toàn proton đâu, các bạn chú ý vào. Không có bảo toàn proton đâu, các bạn nhớ nhé. Không có bảo toàn proton đâu. Đấy, các bạn chú ý vào, thì chúng ta đang có không có ba cái định luật bảo toàn là khối lượng, số neutron và số proton, là không có thì bảo toàn đó, được chưa? Thì câu 28 này của chúng ta đáp án là đáp án C, các bạn chú ý vào nhá. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 29. Câu 29. Nào, câu 29 thì các bạn xử nó như nào nhỉ? Câu 29 này. Câu này cũng là một câu hay này. Nào, câu 29. Đến với câu hỏi năm 2018 thì câu 29 đáp án gì nhỉ? Chúng ta có hạt nhân X và hạt nhân Y có độ hụt khối bằng nhau. Nếu số nucleon của hạt nhân X lớn hơn số nucleon của hạt nhân Y thì sao nhỉ các bạn nhỉ? Nào, chúng ta có điều gì đây? Chúng ta có delta mx đang bằng delta mi, đúng chưa? Và chúng ta có số khối của hạt nhân X thì sẽ lớn hơn số khối của hạt nhân Y, đúng chưa? Vậy đến đây các bạn suy ra cái điều gì đây? Hai cái độ khối bằng nhau, tức là hai cái năng lượng liên kết của chúng ta bằng nhau, tức là V kép liên kết X bằng V kép liên kết Y, đúng chưa? Vậy bây giờ các bạn sẽ lấy V kép liên kết X, các bạn chia cho AX, sau đó bạn so sánh với V kép liên kết Y, các bạn chia cho AI. Thì bây giờ cái dấu đây là gì nhỉ? AX nó lớn hơn AI, vậy bây giờ chúng ta lấy hai thằng V kép liên kết, chúng ta chia cho thằng AX rồi chia thằng AI, rõ ràng ở đây dấu nó phải ngược lại, đúng không? Ví dụ rằng là AX nó lớn hơn AI, đúng không? Đó, vậy đây các bạn suy ra là cái năng lượng liên kết riêng của hạt nhân X nó sẽ nhỏ hơn cái năng lượng liên kết riêng của hạt nhân Y. Đấy, các bạn chú ý vào. Thì chờ, vậy câu này đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì nhỉ? Đáp án A, năng lượng liên kết của hạt nhân Y lớn hơn hạt nhân X là sai này. Đáp án B, hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y là sai, vì ở đây là Y phải bền vững hơn vì năng lượng liên kết riêng của nó lớn hơn, đúng không? Đáp án C, năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn là sai. Vậy đáp án đúng ở đây là đáp án D. Hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X vì năng lượng liên kết riêng của Y lớn hơn năng lượng liên kết riêng của X. Các bạn chú ý vào. Thì câu 30 là D nhá. Nào, câu tiếp theo chúng ta là câu 31 này. À, câu 30 này. À, câu 29 là D nhá. Câu 30 là gì các bạn ơi? Nào, câu 30 này. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có đáp án A có cùng số neutron, không chính xác. Đáp án C cùng số neutron, không chính xác. Đáp án C cùng số proton nhưng khác số neutron mới là chính xác, các bạn chú ý nhé. Cùng proton nhưng khác nhau về số neutron, dẫn đến khác nhau về số khối, đúng chưa?
Rồi, câu tiếp theo của chúng ta là câu 31, đáp án gì các em nhỉ? Mẫu này. Năng lượng liên kết là đáp án A, toàn bộ năng lượng của nguyên tử bao gồm động năng và năng lượng nghỉ, không chính xác nhá, không chính xác. Đáp án B, năng lượng tỏa ra khi trong các nucleon liên kết với nhau để tạo thành hạt nhân, quá chính xác luôn. Bạn chú ý nhá, năng lượng liên kết riêng là năng lượng tỏa ra khi cho các nucleon liên kết với nhau để tạo thành hạt nhân, nó cũng chính là năng lượng thu gì đấy, thu vào để phá vỡ một cái hạt nhân. Được chưa? Thành các nucleon riêng biệt, các bạn chú ý vào nhá. Thì câu 31 là B, được chưa? Nào, 32 đáp án gì các em nhỉ? Câu 32 này. Câu 32. Tia phóng xạ nào dưới đây là dòng các electron, là dòng các electron. Nào, tia phóng xạ nào sau đây là dòng các electron? Bạn chú ý là electron sẽ có nghĩa là electron trừ 1 không nhé. Được chưa? Đáp án A là tia alpha, không chính xác. Đáp án B, beta cộng, không chính xác nhé. Vì beta cộng đây là electron 1 0, người ta gọi là gì nhỉ? Position. Và đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, beta trừ. Beta trừ bản chất nó chính là dòng các electron, dòng các electron. Vậy cái câu 32 là C, được chưa? Nào, câu tiếp là câu 33. Tia alpha là đáp án A, dòng các electron, không chính xác. Dòng neutron, đáp án B là dòng neutron, không chính xác. Đáp án C, dòng hạt heli 24, quá chính xác luôn. Các bạn nhớ là cái phóng xạ alpha bản chất nó chính là dòng hạt heli 24. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu 34. Bản chất của tia phóng xạ beta trừ nó là dòng hạt electron. Beta trừ là electron, còn beta cộng là position. Phải nhớ kỹ vào. Vậy câu 34 này đáp án là B. Là B. Được chưa? Đó, câu 34 là B. Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 35. Câu 35 thì các em chọn đoán gì nhỉ? Các bạn ơi. Nào, câu 35 nhá. 35 là gì đây? Một chất phóng xạ X có hằng số phóng xạ là gì đây? Hằng số phóng xạ là lambda. Ban đầu T bằng 0 này. Thì mẫu chất của chúng ta có N0 hạt nhân X. Đến thời điểm T1 thì số hạt nhân X còn lại trong mẫu là bao nhiêu? Câu này cũng rất là nhiều bạn bị sai này. Vì sao? Vì chúng ta chỉ có nhớ được cái công thức để chúng ta làm bài tập thôi. Cái công thức ở làm bài tập là gì? Số hạt nhân x còn lại là n0 nhân với cả hai ngũ trừ t nhỏ chia cho t to. Đó, các bạn chỉ nhớ này thôi. Nhưng bạn quên công thức ở khi chúng ta xây dựng lý thuyết. Và cái câu này đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. N còn được tính bằng n0. Các bạn nhân với cả e ngũ trừ lambda nhân t. Với này, cái lambda này nó chỉ là bằng len 2 chia t. Người ta gọi là hằng số phóng xạ. Các bạn nhớ nhá, thằng lambda này không phải bút sóng đâu mà nó là hằng số phóng xạ và nó được tính bằng len 2 chia t, len 2 chia t. Đấy, các bạn chú ý vào. Nào, câu tiếp theo là câu 36. Câu 36 này một câu lý thuyết rất là hay này. Nào, các bạn làm được câu 36 thì đáp án là gì thì các bạn comment cho ok nào các bạn ơi. À, các bạn comment đáp án đây nào. Nào, cái câu 36 này thì các bạn chọn đáp án là gì các bạn thì comment đây nào các bạn ơi. Nào, đã bạn nào đạt được 36 nhỉ? Chúng ta có chuỗi phân rã Neptune. Để cho phân rã này, Neptune này, được ký hiệu là NP93237. Đó. Và sản phẩm cuối cùng là Kali. Đây, hạt nhân Kali. TL81, 81205. Và sau các chuỗi phóng xạ alpha và beta trừ. Và đề bài bảo chúng ta là trong chuỗi phân rã này có bao nhiêu hạt alpha được tạo ra, bao nhiêu hạt alpha được tạo ra đó từ chuỗi phân rã Neptune này đó. Vậy câu 36 này bạn làm nào. Nào, các bạn xử lý câu 36 như nào, các bạn chú ý này, ta có này NP, được chưa? NP 93 237, được chưa? Phân rã thành gì đây? Chúng ta giả sử là có x hạt nhân alpha tức là heli 24 cộng với cả y beta trừ tức là electron trừ 10, và chúng ta tạo ra hạt nhân cuối cùng là kali TL, đúng chưa? 81205. Đó. Vậy bây giờ chúng ta muốn đi tìm số hạt nhân alpha, tức là chúng ta đi tìm bằng x này bằng bao nhiêu, đúng không? Vậy ta sẽ làm sự cân bằng điện tích và cân bằng số khối là xong, đúng không? Vậy các bạn suy ra chúng ta có một điều như sau. Bạn thấy là chúng ta cộng 4x cộng với cả 0y, được chưa? Cộng với cả 205 thì các bạn thấy là bằng 237. Và 2x trừ đi y cộng 81 thì chúng ta bằng 93. Và đến đây các bạn sẽ biến đổi ra là có ngay x và y, đúng không? Thì đến đây các bạn suy ra là 4x bằng bao nhiêu nhỉ? 237 trừ đi 105 thì sẽ còn lại là bao nhiêu đây? 237 trừ đi 105 thì còn lại 16, đúng không? Đúng 16 nhỉ? 237 trừ đi 205
thì còn lại 32 đúng không? 32 nữa là 32 này. Đó, và x sau x là 8. Đó, x của chúng ta là 8. Và đây bạn tính luôn cả y luôn này. 2y trừ đi x bằng bao nhiêu đây? 93 trừ đi 81 thì là 12. Đó, 12 đây là 2x nhé, 2x. Được chưa? Và đây bạn tìm được cả x cả y luôn này. X của chúng ta đây là 8 này. Và y đều là bao nhiêu nhỉ? Y bao nhiêu đây? 2 nhân 8. Y là 4 đúng không? Y là 4. Đó, thì câu này chúng ta là cái chuỗi này sẽ tạo ra 8 hạt nhân heli và 4 hạt nhân bê tan trừ. Vậy 36 là D. Ok chưa? 8 thẳng. Đấy, có chú ý vào. Nào, câu tiếp theo của chúng ta đó là nào, chúng ta vào câu 37. Câu 37 thì ý tưởng giống hệt câu 36 này. Chúng ta có hạt nhân urani 92, 238 sau một chuỗi phóng xạ alpha và beta. À, câu này là khó hơn này. Vì sao này? Vì thằng beta này thì bà chưa biết là beta cộng hay beta trừ. Chúng ta phải suy luận một tí xíu đúng không? Và tạo ra cái đồng vị trí là BB8206. Vậy bà yêu cầu chúng ta là đi xác định số alpha và beta. Đó, vậy bạn thấy là bốn đáp án thì hai đáp án là beta cộng, hai đáp án là beta trừ, chúng ta phải suy luận nhé. Thì câu này là hay hơn câu 36 đúng không? Nào, ta có điều gì đây? Cậu sẽ viết cái phương trình ra này, urani để cho 92238 phóng xạ ra x hạt nhân heli là alpha 24 cộng với cả y để cho hạt nhân beta. Đó, beta đây chúng ta chưa biết beta cộng hay trừ, ta để sau. Đó, để cho đề cộng hay trừ vào sau. Thì ta suy luận sau, cái chưa biết thế để nguyên nó cho vào trên này chúng ta là không này, và cộng với cả hạt nhân bền làm chì là BB 82206. Vậy đây chúng ta sẽ bảo toàn số khối trước để chúng ta tìm ra x đúng không? Vậy ta có này 4x cộng với cả 0y cộng 206 của chúng ta thì nó sẽ bằng 238. Và đến đây các bạn tìm ra ngay được x của chúng ta là bao nhiêu đây? À, các em tìm ra x là bao nhiêu nhỉ? À, bảo vệ tính đi xem câu này x bao nhiêu đây. X của chúng ta ở đây là 8 nhé, x là 8. Đó, vậy bạn sẽ có là 8 hạt nhân alpha. Nào, sau đó chúng ta bắt đầu suy luận này. Nào, theo các bạn ở đây beta là beta trừ beta cộng bạn ơi. Các ơi, cái thằng này beta cộng beta trừ nhỉ? Chúng ta sẽ thay x bằng 8 nhé, vậy ta có là 8 nhân với cả gì là đây? Bà toàn bảo nó điện tích nhá, để cho là 2 này nhân 8 này cộng này cách ra một tí xíu này, để cho để đây để vì nó chưa biết đây là beta cộng trừ cách ra một tí xíu được chưa? Cộng với cả 82 thì bằng bao nhiêu đây? Thì bằng 92, thì nháp một tí này. 2 nhân 8 ở đây nó là 16. 16 cộng với cả 82 thì ra bao nhiêu nhỉ? Nào, 16 cộng 82 ở đây chúng ta là 9 mấy nhỉ? Ra 98. 98 đang lớn hơn 92. Vậy chắc chắn ở đây nó phải là một số âm. Đó, nó phải là một số âm. Vậy beta ở đây nó sẽ phải là beta trừ. Các bạn chú ý nhá. Đó là cái suy luận beta này là beta trừ. Đó. Vậy ta cộng với cả trừ y, trừ y. À, vậy bây giờ các bạn tìm được y chưa? Đó, trừ y. Để cho nó trừ 1 đấy. Đây là nghĩa là nói với lại này cho bạn xem. Nó trừ 1 này. Nó trừ 1. Đó, đây là trừ 1 nhé. Bên đang trừ mà. Đúng chưa? Đó. Thế bây giờ bạn có tìm nốt được y không? Quá tìm được luôn. Y ở đây của bạn sẽ lấy là 98 trừ đi 92. Đúng không? Thì nó là 6. Nó là 6. Vậy chúng ta sẽ có 6 beta trừ. Vậy 37 của chúng ta đáp án là C. Là C. Để cho 8 hạt alpha. 8 hạt alpha và 6 hạt beta trừ. Nào, câu tiếp theo là câu 38 này. 38 nó là gì đây? Khi nói về tia alpha, phát biểu nào sau đây là sai? Đáp án A, tia gamma nhé. Khi nói về tia gamma, phát biểu nào sau đây là sai? Tia gamma không mang điện là đúng này. Đáp án B, tia gamma không phải là sóng điện từ là sai rồi. Các bạn nhớ nhé, tia gamma chúng ta bản chất nó là sóng điện từ. Các bạn nhớ này, là sóng điện từ. Được chưa? Đó. Vậy câu 38 này đáp án sai của chúng ta nó là đáp án B. Được chưa nhỉ? Đó, tiếp theo là câu 39. Tia beta cộng là dòng hạt vừa nói rồi, đó chính là dòng hạt bô-di chôn. Các bạn nhớ kỹ nhá. Beta cộng là bô-di chôn. Được chưa? Đó, tiếp theo là câu 40. Đó, câu 40 này là một câu cũng hay này, một câu lý thuyết cũng hay này. Đó, 40 thì các bạn chọn đáp án gì nhỉ? Nào, các bạn chọn đáp án của 40 là gì? Chúng ta có hạt nhân boroli 84210 đứng yên phóng ra tia alpha và tạo ra hạt nhân chì đúng không? Hạt nhân con đây chính là hạt nhân chì. Các bạn chú ý này, bo 84210 tạo ra alpha là heli 24 cộng hạt nhân chì là bb 82206. Đó, 82206 đúng không? Và ở đây các bạn chú ý là chúng ta đã có một cái công thức để đi tính cái động năng của hai hạt sinh ra sau phản ứng rồi. Các bạn chú ý này, nếu bạn muốn đi tìm động năng của alpha thì sẽ bằng delta e,
Được chưa? Các bạn nhân với cả m của PP. Các bạn chia cho m của PP cộng m alpha. Đó, cộng m alpha. Còn nếu các bạn muốn đi tính động năng của hạt nhân co, tức là hạt nhân trì, thì được tương tự này bằng delta E này. Nhân với cả m gì đấy, m alpha. Các bạn chia cho MPP cộng m alpha. Và các bạn thấy rất rõ là MPP đang là 2,6 đấy. Nếu chúng ta coi một số khối nhá, thì m của trì chắc chắn sẽ lớn hơn m của alpha. Được chưa? Vì đây, một thằng là 2,6, một thằng là 4 thì chắc chắn lớn hơn. Vậy các em phải chú ý là cái động năng của hạt alpha nó sẽ lớn hơn động năng của hạt nhân con. Đấy, các bạn chú ý vào. Và gần như các bạn thấy là toàn bộ cái năng lượng của gần như nhá, là cái năng lượng của phản ứng phóng xạ nó đều chuyển hóa hết thành cái động năng của cái tia phóng xạ. Các bạn nhớ kỹ vào. Đó, chú ý vào nhá. Thì câu 40 đáp án là gì nhỉ? Đáp án A, lớn hơn hạt nhân con, lớn hơn hạt nhân con. Lớn hơn động năng hạt nhân con là quá chính xác luôn. Vậy 40 là A. Được chưa? Nào, câu tiếp theo là câu 41. Câu tiếp theo là 41 nào. 41 các bạn chọn đáp án gì nhỉ? Các bạn ơi. Câu 41 này. Câu 41 này cũng hay này. Thế là bạn bị sai này. Khi nói về tia alpha, phát biểu nào sau là sai? Đáp án A, tia alpha được phóng ra từ hạt nhân với tốc độ là 2.000 m trên giây. Sai rồi. Cái này sai rõ ràng rồi thì sao? Nó được phóng ra từ hạt nhân với cái vận tốc xấp xỉ bao nhiêu nhỉ? Xấp xỉ 2 nhân 10 cũng 7 cơ mà. Mét trên giây chứ không phải là 2.000 đâu. Được chưa? Vậy đáp án sai ở đây nó là đáp án A. Được chưa? Nào ta cùng lướt qua ba đáp án còn lại. Nó chính là mệnh đề cần chú ý này. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ điện thì tia alpha bị lệch về phía bản âm, rõ ràng vì nó là thằng mang điện dương nên nó sẽ bị lệch về phía bản âm. Được chưa? Đáp án C, khi đi trong không khí thì tia alpha và làm ion không khí và mất dần năng lượng là chính xác này. Tia alpha là dòng hạt heli 24 cũng chính xác. Các bạn chú ý vào. Vậy 41 là A. Được chưa? 42. Tia alpha. Đáp án A là dòng hạt heli 24, quá chính xác luôn. Vậy 42 là A. Được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 43. 43. 43 đáp án gì em ơi? Chu kỳ bán dã của một chất phóng xạ là khoảng thời gian để đáp án A quá trình phóng xạ được lặp lại như ban đầu, nó có phải là cơ đâu đúng không? Vậy 43 đáp án A là sai. Nào, đáp án tiếp theo là gì đây? 43 này. Nào, câu B, một nửa số nguyên tử ban đầu biến đổi thành hạt nhân khác, quá chính xác luôn. Bạn nhớ nhé, chu kỳ bán dã là khoảng thời gian để một nửa số hạt nhân ban đầu biến đổi thành hạt nhân khác là đúng, được chưa? Nào, 44. 44 này cũng là một câu khá là hay luôn. Đó, 44 thì các em chọn đáp án gì, các em thử comment lên nào các bạn ơi. Đáp án A, B, C hay D các bạn ơi. Nào, có 4 đáp án gì nào. Chúng ta có 3 hạt nhân X, Y, Z có số nu, số nơ, à, số nucleon này. Số nucleon lần lượt là AX, AY, AZ với AX bằng 2 lần AY bằng 0,5 AZ. Thấy chưa? Biết năng lượng liên kết của từng hạt nhân lần lượt là delta X, delta Y và delta Z. Và để bài cho delta Z nhỏ hơn delta X và nhỏ hơn delta Y. Và đề bài yêu cầu là sắp xếp các hạt nhân theo thứ tự bền vững giảm dần. Đó, bạn chú ý vào nhé. Vậy ta sẽ làm như thế nào đối với cái câu 44 đây? Nào, 44 thì các bạn chọn là gì nhỉ? Nào, ta sẽ viết là sao này. Câu như này, ta sẽ viết delta E ở trên nhé, bạn nhìn này. Delta EZ. Được chưa? Đang nhỏ hơn delta EX. Và đang nhỏ hơn delta EY. Sau đó các bạn nhìn này, bạn nhìn này. A của Z chú ý nhá, rõ ràng là A của Z là sao nhỉ? Bạn nhớ này, AX thì bằng AZ chia đôi. Đây bạn chú ý nhá, AX này thì bằng 1 phần 2 của AZ. Được chưa? Tiếp tục, AY của chúng ta thì lại bằng 1 phần gì đây? 1 phần 4 của AZ cơ. Vậy cho trường hợp này AZ nó lại lớn nhất. Sau đó thì đến AX và cuối cùng là đến AY đúng không? Vậy ta viết tiếp này. AZ thì lại lớn hơn AX. Và ở đây lại AX chắc chắn nó sẽ lớn hơn AY. Đó, vậy đây bạn nhìn được ngay, bạn lấy trên chia dưới một cái bạn ra ngay này. Đúng không? Delta EZ lớn nhất mà A đạt delta EZ nó nhỏ nhất mà AZ lớn nhất thì chắc chắn bạn lấy hai thằng này chia nhau nó sẽ ra một phân số nhỏ nhất. Các bạn chú ý vào nhá. Vậy ta có là epsilon của Z nhỏ hơn epsilon của X và nhỏ hơn epsilon của Y. Đó, vậy rõ ràng là Z của chúng ta là thằng kéo bền vững nhất. Sau đó đến thằng Y và thằng bền vững nhất ở đây nó à sau đó đến X và thằng bền vững nhất ở đây nó là thằng Y, được chưa? Vậy câu 44 này đáp án của chúng ta nó là đáp án gì nhỉ? Sắp xếp theo thứ tự giảm dần nhé, thì rõ ràng nó phải là Y, X và Z. Được chưa? Vậy câu này đáp án là A, Y, X và Z. Đó, 44 là A nhé. Được chưa nhỉ?
Nào, tiếp theo là câu 45. Nào, câu 45 thì đáp án là gì các em nhỉ? 45 cũng rất là hay này, đã có ơi, bạn nào làm câu 45 rồi thì comment thử đáp án là gì này, hỏi rất là hay này. Nào, câu 45 đáp án gì các em nhỉ? 45 nào. Chúng ta có hạt nhân X ban đầu đứng yên, phóng xạ alpha và biến đổi thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là A. Biết hạt nhân X có số khối là A. Hạt nhân alpha phát ra vận tốc là V. Lấy khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó và đề bài yêu cầu để tính tốc độ của hạt nhân Y. Đó, đề bài yêu cầu để tính tốc độ của hạt nhân Y. Nào, câu này bạn xử lý nó như thế nào đây? Đầu tiên ta viết cái phương trình một tí này. Bạn chú ý là x này, được chưa? Rồi, x của chúng ta là xZA. Tạo ra hạt nhân alpha là heli 24 và cộng với hạt nhân chì, hạt nhân mới là y nhá, y của chúng ta ở đây nó chính là z trừ 2 này. Và a trừ 4 này, a trừ 4. Đó. À, vậy đây ta làm nào đây? Chúng ta sẽ có một cái định luật người ta gọi là cái định luật bảo toàn động lượng, đúng không? Bảo toàn động lượng. Định luật bảo toàn động lượng. Chúng ta có một cái gọi định luật bảo toàn động lượng này. Đó, thì các bạn chú ý là chúng ta có gì đây? Chúng ta đang có px vector bằng p alpha cộng với cả pi vector mà hạt nhân x ban đầu đứng yên lên nó bằng không. Đó, đúng chưa? Vậy đến đây các bạn suy ra là độ lớn của p alpha sẽ bằng pi. Đúng chưa? Mà p được tính bằng gì đây? P được tính bằng gì đây? P alpha tính bằng m alpha nhân gì đây? V alpha. Còn pi được tính bằng mi các bạn nhân với cả v của y. Đó, được chưa? Vậy ta thay vào này. M alpha ở đây là 4. V alpha đề bài cho là V. MI lấy bằng số khối là A trừ 4. Bạn nhân với cả V của Y. Và đây bạn tìm ra ngay được V của Y chưa? Nào, VI của chúng ta là 4V chia cho A trừ 4. Ok chưa? Vậy đáp án của chúng ta gì đây? Đấy, chú ý này. VI của chúng ta ở đây nó bằng 4V. Các bạn chia cho A trừ 4. Thì câu này đáp án của chúng ta nó là đáp án C nhé. Là đáp án C. Được chưa? 45 là C. Ok chưa? Nào, tiếp theo là câu 46 là con ơi, cố gắng lên nào, chúng ta sắp xong rồi. Nào, câu 46, phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng phóng xạ? Đáp án A. Trong phóng xạ alpha, hạt nhân con có số gì đây? Có số neutron, có số neutron nhỏ hơn số neutron của hạt nhân mẹ, đúng không nhỉ? Đáp đúng không? Nào, người ta chọn là sai nhé, chú ý này, ta chọn là sai thì đáp án A thì sai nhỉ? Nào, ví dụ nhá, hạt nhân x này. Đây, xZA phóng ra tia alpha là heli 24 cộng hạt nhân con là y và rõ ràng đây nó gì đây, ở đây nó rõ ràng ở đây nó là z trừ 2 và a trừ mấy nhỉ, a trừ 4, đúng chứ, a trừ 4. Đó, vậy câu này các bạn xử lý nó như nào đây? Nào, cái câu 46 này thì các bạn xử lý nó như thế nào? Đó, rõ ràng câu 46 này là có rất là hay này, đúng không? Và số hạt nhân con có số neutron nhỏ hơn số neutron của hạt nhân mẹ. Đó, thử cái nhá, hạt nhân mẹ của chúng ta thì có số neutron bao nhiêu đây? Có số neutron là a trừ z này, đây a trừ z, được chưa? Còn hạt nhân con thì sẽ có số neutron là a trừ 4 sau đó trừ z cộng 2 thì nó sẽ là a trừ z và trừ đi 2. Đó thì rõ ràng là hạt nhân con có số neutron nhỏ hạt nhân mẹ là chính xác nhá. Vậy đáp án A là đúng này. Đáp án B, trong phóng xạ bê tan trừ, hạt nhân mẹ và hạt nhân con có số khối bằng nhau và số proton khác nhau. Cái này là chính xác, vì sao này, các bạn chú ý này. XZA bạn tạo ra bê tan trừ, tức là electron trừ 1 0. Đó thì sẽ tạo ra hạt nhân gì đây? Hạt nhân Y và sẽ là Z cộng 1 và gì đây? Và A. Thì bạn thấy là nó có số khối bằng nhau, đúng không? Nhưng khác nhau về số proton là chính xác. Vậy câu B là đúng này. Đó, câu theo là câu C. Câu C. Trong phóng xạ bê-tan có sự bảo toàn điện tích lên số proton được bảo toàn là sai nhất, làm gì có bảo toàn proton. Vậy cái sai ở đây đó là đáp án C rồi. Đấy, có chú ý mà. Được chưa? Gọi lưu ý nhá. Nào, tiếp theo chúng ta chuyển sang câu 47. Nào, 46 ok chưa? Nào, 47 này. 47 đáp án gì các bạn nhỉ? Chúng ta có bốn tia phóng xạ alpha, beta cộng, beta trừ và gamma đi vào miền có điện trường đều theo phương vô góc với cắt đường sự điện, tia phóng xạ không bị lệch phương ban đầu. Không bị lệch phương ban đầu thì rõ ràng phải chọn thằng không mang điện. Thì đây trong bốn thằng này có duy nhất một thằng không điện, đó chính là tia gamma. Được chưa? Đó, chú ý vào. Thì câu 47 này là đáp án của chúng ta, nó là đáp án A. Đấy, chú ý vào.
47 là A. Được chưa? Nào, tiếp theo là câu 48. Câu 48. Câu 48. Tia nào sau đây không phải là tia phóng xạ? Đáp án A, tia gamma có mà. Đáp B, tia beta có. Tia alpha có. Vậy đáp án sai, không phải là tia X nhé. Tia X. Đó, được chưa? Thì 48 là D. Nào, tiếp theo là câu 49. 49 thì các bạn chọn án gì các bạn nhỉ? Câu 49 này. Nào, 49. Khi nói về phóng xạ, phát biểu nào sau đây là đúng nhé? Là đúng. Nào, câu 49 này. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất là sai rồi. Đáp án B, chu kỳ phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó là không chính xác. Bạn nhớ này, cái phóng xạ của chúng ta bản chất nó sẽ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài mà chỉ phụ thuộc vào cái bản chất bên trong thôi. Bạn nhớ nhá. Vậy 49 đáp án B cũng không chính xác. Đáp án C, phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng là quá chính xác. Bạn nhớ nhá. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa luôn tỏa năng lượng là chính xác. Các bạn chú ý vào. Được chưa? Nào, câu tiếp theo của chúng ta là câu 50. Câu 50. Khi nói về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch, điều nào sau đây là sai? Đáp án A, phản ứng phân hạch là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn, đúng nhỉ? Quá chính xác luôn. Bạn nhớ này, đây mình để đúng này. Phản ứng phân hạch ở đây nó là một phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân loại nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn là chính xác nhé. Câu B, phản ứng nhiệt hạch luôn là phản ứng hạt nhân thu là sai rồi. Thu là sai nhé, phải tỏa cơ. Đó, vậy câu sai là câu B. Đó, câu C vì sao đúng này? Phản ứng nhiệt hạch là quá trình kết hợp các hạt nhân nhẹ nhẹ là đúng này thành hạt nhân nặng hơn. Các bạn chú ý nhá, phải lưu ý này, cái phản ứng phân hạch là phản ứng của hạt nhân loại nặng được chưa, còn phản ứng nhiệt hạch là phản ứng của hạt nhân loại nhẹ. Đó, các bạn chú ý vào, được chưa? Đáp án D vẫn chính xác này. Đó, phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân tỏa là chúng rồi, đúng không? Vậy câu 50 là đáp án B. Đó, câu 51. Chúng ta cho phản ứng và bắt tìm hạt nhân X, đúng không? Nào, cân bằng một tí nữa này. 1 cộng 235 là 236, trừ đi 94 và trừ đi 2. Thì X là bao nhiêu nhỉ? Nào, câu 51. Thì X của chúng ta ở đây nó có. Nào, cân bằng một tí này. 1 cộng 235 trừ 94 trừ đi 2. Thì cái X này là 140 này. Số khối 140 này. Nào, 92 trừ 38. Thì cái này còn lại là 54. Vậy x của chúng ta sẽ có 54 proton, vậy đáp án là A. Được chưa? Nào, có 52. Nào, 52 đáp án gì các em nhỉ? Có 52 nào. Cố lên, sắp xong rồi các bạn ơi, có 52 nào. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng nhiệt hạch? Các bạn nhớ là nhiệt hạch thì các bạn phải chọn hạt nhân loại nhẹ cho phản ứng. Nhớ này, hạt nhân loại nhẹ. Đó, đáp án A cũng chính xác rồi, thấy nặng như này mà. Đáp án C quá chính xác luôn. Đó, A là của phân hạch nhé. C cũng là của phân hạch này, còn D là của phóng xạ này. Được chưa? Đó, câu 53. Câu 53 đáp án gì các bạn ơi? Cho các hạt nhân urani 92, 235, urani 92, 38, heli 24 và bu 94, 239. Hạt nhân không thể phân hạch. Không thể phân hạch thì các bạn chọn hạt nhân loại nhẹ. Và trong bốn này có một thằng nhẹ, nó chính là thằng heli. Đúng không? Vậy câu này là C. Đó, câu 54. Phản hạt nhân nào dưới đây không phải là phản ứng nhiệt hạch? Nhiệt hạch, được chưa? Đáp án A, hydro 11 cộng hydro 13 là heli 24, đúng này. Đáp án B, hydro 12 cộng hydro 12 là heli 24, chính xác. Đáp án C cũng đúng, vậy đáp án sai đây là đáp án D, vì đáp án D này nó là phóng xạ. Các bạn chú ý nhá, 54 là D. Nào, câu 55. Cho phản ứng heli hydro 12 cộng hydro 13 tạo ra heli 24 cộng NRO. Thì rõ ràng bạn thấy là đây nó là phản ứng của các hạt nhân loại nhẹ. Và các hạt nhân loại nhẹ đó là phản ứng nhiệt hạch. Vậy câu 55 là đáp án A. Được chưa? Nào, câu theo là câu 56. Đáp án gì nhỉ? Nào, hạt nhân urani 92, 235 hấp thụ một nơ và vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn. Thì rõ ràng đây nó chính là hạt phản ứng phóng à, phản ứng gì nhỉ? Phản ứng phân hạch. Phân hạch. Vậy 56 là C. Được chưa? Nào, 57. Nào, 57 là gì các em ơi? Phóng xạ và phân hạch là phản ứng hạt nhân, đáp án A đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, quá chính xác. Các bạn chú ý này, trong các phản ứng hạt nhân thì chúng ta sẽ có 3 phản ứng hạt nhân luôn tỏa năng lượng, thứ nhất là phóng xạ, thứ hai là phân hạch và thứ ba của chúng ta nó là nhiệt hạch. Đây là 3 phản ứng không cần tính, chắc chắn nó luôn là phản ứng tỏa năng lượng. Các bạn chú ý vào nhá, được chưa? Đó, câu 58, các bạn gì các bạn ơi?
Phản ứng nhiệt hạch là sự đa bạn A kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn trong điều kiện nhiệt độ rất cao. Quá chính xác luôn. Đó, phản ứng nhiệt hạch đó là phản ứng của và là phản ứng hạt nhân xảy ra trong điều kiện nhiệt độ rất cao. Các em phải chú ý vào. Vậy câu 58 này đáp án là A. Được chưa? Nào, câu 59. Nào, câu 59 đáp án là gì các ơi? Đại học 2021. Ở nhiệt độ cao này, hai hạt nhân deuteri, hai hạt nhân deuteri kết hợp với nhau để tạo thành hạt nhân heli, rõ ràng đây nó chính là phản ứng nhiệt hạch. Câu này đáp án là B. Ok chưa?